Xin chào các bạn thính giả đã đến kênh Truyện Đam Mỹ Tiểu Muội. Hôm nay Tiểu Muội gửi đến các bạn bộ truyện Tự dưng phát hiện em trai rất đáng yêu. Chương 61. Trong buổi tập duyệt, Thẩm Mặc cùng Thẩm Kỳ mặc hỷ phục đứng trên sân khấu. Người biên đạo bài hát ra sức giải thích, đây là một ca khúc cổ phong mang âm hưởng của thời đầu dân quốc về lễ cưới cấm kỵ. Năm đó một vị công tử đã đem lòng yêu một nam nhân hát hí kịch ở một gánh hát, bất chấp mọi định kiến xã hội để đến với nhau. Nghề con hát khi đó rất bị coi thường nên việc hai người yêu nhau khiến cho rất nhiều người dị nghị. Không thể tổ chức đám cưới công khai nên bọn họ đã cùng nhau sáng tác ra một bài hát mang âm hưởng đám cưới để diễn trên sân khấu, như là diễn kịch nhưng thực chất là khiến toàn bộ khán giả trở thành khách tham dự lễ cưới. Một người chùm khăn đội đầu làm tân nương, trước tiên địa bái đường thành thân, đó là kịch nhưng không phải kịch, hai người phải diễn ra được cái điều này vì đó là cái hồn của bài hát này sau khi các thí sinh hát tới đoạn này thì ánh đèn sẽ dọi lên hai người chỉ cần đứng im như một bức tranh ở đoạn sau thẩm tổng phải cả một ngày tập luyện vất vả cuối cùng bọn họ cũng đã tập luyện nhuần nhuyễn biên kịch đặc biệt cảm thấy vô cùng thỏa mãn khi đi vào phòng hóa trang để thống nhất về cách trang điểm cho ngày công diễn thẩm mặc phát hiện tạo hình của cậu và thầm kỳ đã bị đổi khác đi so với lần trước thầm kỳ sẽ để nguyên tóc ngắn của anh chứ không đội tóc giả thầm mặc nghĩ nghĩ hình như thời dân quốc nam nhân cũng đã để tóc ngắn rồi thì phải, biên kịch quả là một người vô cùng để ý tới từng chi tiết. Còn tạo hình của cậu cũng bị đổi, không phải đội mũ phượng mà sẽ trang điểm giống như nghệ nhân hát hí kịch, đội một cái đầu tóc giả rất cầu kỳ và khăn đội đầu. Đây là kết quả của việc biên kịch không hài lòng với tổ phục trang, anh ta đã phải chạy tới kịch viện mượn một bộ mang tới đây cho thầm mặc mặc. Mặc dù đã biểu diễn ba lần nhưng cậu vẫn không khỏi trở nên hồi trước ngày diễn tới mãi hơn nửa đêm vẫn chưa ngủ được cậu chỉ nghĩ tới câu chuyện mà biên kịch đã kể giống như hai người trong câu chuyện thì cậu và thầm kỳ lần này cũng giống như là mượn kịch mà thành thân với nhau cảm giác như ngày mai cậu thật sự phải đi lấy chồng vậy sáng sớm hôm sau tất cả mọi người đều bận rộn chuẩn bị cho buổi công diễn lần này khác với hai lần trước sân khấu lần này lớn hơn và có nhiều thứ hay ho hơn như có màn hình ở cả dưới sàn để tăng hiệu ứng sân khấu khán đài bên dưới cũng rất rộng đủ cho gấp 5 lần số khán giả trước kia vào xem. Mỗi nhóm sẽ có một phòng hóa trang và thay trang phục riêng. Trong phòng, thẩm mặc là người duy nhất chưa chuẩn bị xong vì trang phục của cậu là phức tạp nhất. Thẩm hà từ hôm tặng bánh cho thẩm mặc thì cậu ta cũng trở nên tĩnh lặng hơn. Thẩm kỳ nhìn đứa em trai này cảm thán rằng cậu ta đã trưởng thành hơn một chút rồi. Thiện cảm của anh với đứa em trai này cũng tốt hơn một chút. Dù sao cũng là anh em ruột, dù không thân thiết thì vẫn sẽ có sợi dây liên kết vô hình gắn liền với nhau tuy bên ngoài không thể hiện gì nhưng anh cũng không bao giờ để đứa em trai này ở bên ngoài bị người ta bắt nạt bao giờ chỉ là đôi lúc cần phải cứng rắn thì mới có thể khiến một người ngang bướng hiểu được cái sai của mình mà biết sửa đổi chứ không thể chiều theo ý muốn rồi biến thẩm hà thành một người không biết đúng sai thẩm kỳ đưa tới trước mắt thẩm hà một hộp sữa bò uống đi sáng ăn sớm giờ có lẽ cũng đói rồi thẩm hà bất ngờ vì sự quan tâm của thẩm kỳ cậu trong lòng vui vẻ nhận lấy sao hôm nay anh lại đột nhiên quan tâm tới em như vậy thẩm kỳ một tay định đút tay vào túi quần nhưng nhận ra y phục anh mặc để biểu diễn không có túi nên đánh cả ra một tay khác vỗ nhẹ lên đầu thẩm hà dù thế nào thì anh vẫn là anh trai của em rồi quay sang chỗ thẩm mặc xem cậu trang điểm thẩm hà khẽ cười cậu ta trước kia đã nhận ra bản thân mình sai nhưng nhất quyết không chịu chấp nhận điều đó vẫn cố chấp làm ra những điều không đúng, chính là lần này cậu ta đánh cược với bản thân, chấp nhận nhìn nhận sự việc là bản thân mình đã gây ra rất nhiều việc sai trái, vậy nên cô vứt bỏ bản tính trước kia làm một con người mới. Cậu ta cũng không mong thầm mặc sẽ tha thứ vì biết rằng nếu cậu ta bị đối xử như thầm mặc thì nhất định sẽ rất hận bản thân mình lắm. Lại không ngờ ván cược này cậu ta đã chiến thắng bản thân mình trước kia, cậu ta nhận lại được một câu kia của thẩm kỳ. Buổi công diễn bắt đầu, sau tiếng hò hét phấn khích của khán giả thì mc cũng bắt đầu giới thiệu ban giám khảo rồi tới nhóm thí sinh đầu tiên lên sân để có một màn mở đầu mãn nhãn thì chương trình đã xếp cho nhóm của kỳ phong lên đầu tiên thẩm mặc ngồi xem qua màn hình trực tiếp không nghĩ tới nhóm của kỳ phong còn lái hẳn mô tô lên sân khấu xuất hiện vô cùng ngầu bọn họ vừa có rap vừa có hát cũng có cả nhảy kỳ phong rap vô cùng thuần thục và bùng cháy khiến cả khán đài đều nổ tung Khách mời của bọn họ là một nam thần tượng khá nổi tiếng cũng là rapper nên không hề bị lép vế trong màn trình diễn này. Tới đoạn khoe vũ đạo thì quân hoàng đứng ở giữa, lộn người cũng có mà đến cả kỹ năng cối xoay gió cũng làm được, đủ khiến cho khán đài lần nữa cháy lên. Nhất là đoạn cuối bảy người bọn họ tạo hình ven áo lên khoe múi cơ bụng khiến cho khán giả hú hết ầm ầm đến cả nữ giám khảo vận như ý và giám khảo khách mời nữ dancer chuyên nghiệp cũng phải hòa theo nhóm khán giả bên dưới vào tới vòng này thì thí sinh nào cũng có điểm mạnh nên các màn trình diễn tiếp theo đều rất bùng nổ trong hậu trường nhóm của thầm mặc đang đợi chuẩn bị đến lượt lên sân khấu nhóm của hoàng uyển oanh vừa trình diễn xong bài hát của bọn họ là một bản ba lát tình yêu hoàng uyển oanh đóng vai cô gái mà bảy chàng trai kia yêu thầm và theo đuổi mặc dù không quá ấn tượng nhưng có thể khiến cho người ta cảm thấy thích mắt vì dàn nhan sắc rất ổn bọn họ đi qua nhóm của thầm mặc hoàng uyển oanh vẫn không quên tranh thủ cùng thẩm kỳ nói vài câu kéo quan hệ nhưng thẩm kỳ không hề để ý tới cô ta nhóm của thẩm mặc là nhóm biểu diễn cuối cùng sân khấu tối đen như mực ở một góc sân khấu hiện lên ánh sáng mờ một thí sinh cất lên tiếng hát mang âm hưởng cổ phong sau đó ở một góc khác cũng xuất hiện một thí sinh khác mỗi người một câu tới khi toàn bộ thành viên xuất hiện trên sân khấu ở chính giữa sân khấu vẫn tối om như cũ khán giả bên dưới hồi hộp chờ đợi vì bọn họ có hứng thú nhất với nhóm này, không chỉ bởi vì phong cách bài hát mà còn vì nhóm này còn có thẩm kỳ, tò mò xem một tổng tài sẽ diễn như thế nào. Một tiếng nhịp vang lên, giữa sân khấu liền sáng lên ánh sáng màu đỏ ma mị, ở giữa sân khấu kịch có hai người mặc hỷ phục đứng im không nhúc nhích, tân nương trùng khăn đỏ, tân lang nhìn về máy quay với ánh mắt như hận thế gian. Các thí sinh khác bắt đầu di chuyển ra giữa sân khấu, tiếng nhạc trở nên rồn rập hơn bọn họ vừa hát vừa nhảy múa một đoạn rồi lui vào bóng tối. Thẩm Hà xuất hiện trên sân khấu mặc cổ phục múa một đoạn bằng khăn lụa vô cùng đẹp mắt trong tiếng hát hí của Thẩm Mặc sau tấm vải trùm màu đỏ khiến toàn bộ khán đài nổi cả gai ốc vì quá hay và mãn nhãn. Sau khi Thẩm Hà toàn thành đoạn múa thì bài hát cũng đi tới cao trào, những thí sinh khi nãy lui vào bóng tối lại đi ra, có người cầm chiêng, có người cầm kèn, có người còn cầm cái quạt của bà Mai thời đó mà nhảy múa khiến khán giả đều ngạc nhiên vô cùng ánh đèn trên sân khấu cũng nhấp nháy rồi màn hình phía sau đổi thành hình từ đường và đèn lồng đỏ treo hai bên một tiếng nhất bái thiên địa vang lên trong tiếng chiêng và kèn hai người mặc hỉ phục quỳ xuống bái một bái xuống trước khán giả nhị bái cao đường tân lang đỡ tân nương quay lại quỳ xuống bái từ đường trên màn hình phu thê giao bái hai người quay mặt vào nhau bái một bái khán giả bên dưới dùng mình nổi hết tầng này tới tầng khác ra gà tiếng nhạc chợt nhẹ nhàng lại tân lang từ từ lật khăn chùm đầu của tân nương hai người quay xuống phía khán giả diễn ra ánh mắt thê lương và hạnh phúc lẫn lộn các thí sinh khác hát lại một lượt đoạn điệp khúc sau đó tiếng nhạc kèn lại vang lên các thí sinh khác lui lại múa phụ họa thẩm kỳ và thẩm mắc nắm tay nhau tiến lên trước rồi cùng nhảy múa một đoạn hai người quấn quýt bên nhau trong tiếng hát êm tai của thẩm mặc bài hát kết thúc bằng câu mong thiên địa chứng kiến ta cùng người kết thành hôn đời đời kiếp kiếp ở bên nhau bên dưới khán đài lặng thinh, qua nửa phút mới bắt đầu có tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ. Màn biểu diễn này như khiến bọn họ chìm vào viễn cảnh của nhân vật thật vậy, nhất thời chưa thoát ra ngay được, giống như xem hết cả một bộ phim trong vòng 3 phút. Bên dưới vang lên tiếng hét ẩm ý của fan gọi tên thẩm mặc và thầm hà, còn có không ít người gọi cả tên thầm kỳ, xong rồi trong phút chốc bọn họ chợt nhận ra ba người này đều là họ thẩm, hai người kia là anh em, còn thầm mặc hẳn là trùng họ. Cái này cũng coi như là trùng hợp. Nhóm của bọn họ nhận được cơn mưa lời khen từ ban giám khảo, thở mặc rất hồi hộp, cậu vừa thở phào vì đã hoàn thành tốt phần trình diễn của mình thì đã phải đối mặt với phần bình chọn. Cậu vốn nghĩ nhóm của Kỳ Phong đã đạt gần điểm tuyệt đối 995 phần 1000 phiếu thì khả năng nhóm cậu thắng là rất khó. MC gọi nhóm của Kỳ Phong ra sân khấu, hai đội trưởng bắt tay nhau sau đó cùng đứng chờ kết quả bình chọn. Con số trên màn hình không ngừng tăng lên. Tới khi lên tới 950 thì mọi người đều nín thở chờ đợi từng con số một. Tới khi lên tới 994 rồi nhảy lên 995 rồi 996 thì nhóm thầm mặc vui mừng nhảy lên ôm lấy nhau. Nhưng con số chưa dừng lại mà nhảy thẳng lên 1.000. Đây là kỷ lục cao nhất của chương trình từ mùa đầu tiên tới bây giờ. Nhóm thầm mặc vui mừng tới mức không phân biệt ai mà ôm lấy. Thầm mặc ôm lấy thầm kỳ trong ánh mắt ngạc nhiên của thiên hạ cậu nhận ra thất thố nên cũng ngại ngùng quay ra ôm tất cả các thành viên khác, bao gồm cả Thẩm Hà. Điều ngạc nhiên là Thẩm Hà cũng chủ động ôm lấy cậu. Kỳ Phong và Quân Hoàng đi tới chúc mừng bọn họ, "Tiểu tử này không tồi, thắng cả đại ca và nhị ca rồi nhé." Thẩm Mặc vui vẻ nhưng vẫn không quên khen hai người cũng trình diễn rất tốt, "Sau này em sẽ khao hai người một bữa. Nhớ đấy nhé." Ha ha, buổi công diễn kết thúc hoàn mỹ. Chương 62 sau chiến thắng không thể không có ăn mừng, ngay đêm hôm đó dù đã rất mệt rồi nhưng ai cũng hào hứng. Thầm kỳ là nhà tài trợ lớn nhất của chương trình, anh lấy danh nghĩa tổ chức một bữa tiệc ăn mừng cho các thí sinh. Các thí sinh mệt mỏi trở về ký túc xá liền từ xa cũng ngửi thấy mùi lầu thơm lừng bốc ra từ nhà ăn, giống như một loại thuốc tăng lực cả đám đều điên cuồng chạy tới nhà ăn, nhìn thấy bên trong là các bàn tiệc đầy các loại đồ ăn và nồi lẩu xếp thành dãy thì hương phấn hò hét lao tới vẫn có những thí sinh vì xếp hạng bình chọn thấp nên trở nên ủ rũ, cũng cố gắng vui vẻ cùng mọi người ăn này vì biết bản thân sẽ khó có thể vào được vòng chung kết. Đúng vậy, sau vòng loại lần này chính là vòng chung kết để chọn ra chín vị trí ra mắt. Thẩm mặc nhớ lại ngày đầu tiên cậu tới chương trình thậm chí còn không nghĩ tới bản thân có thể vượt qua vòng đầu tiên. Đứng trước nhiều người còn sẽ sợ hãi và lo lắng, hiện giờ cậu lại có thể vào tới vòng này và tự tin biểu diễn trước cả nghìn khán giả có lẽ quyết định lúc đầu muốn tham gia chương trình là một quyết định đúng đắn cậu đã trở nên tự tin hơn và trưởng thành hơn lúc trước rất nhiều thậm chí còn có thể quen được những người bạn tốt như kỳ phong quân hoàng trình thụy và tân hào thậm chí còn thay đổi được mối quan hệ ngượng ngùng giữa cậu và thẩm hà trở nên hòa hoãn hơn quá trình là rất cực khổ những ngày tập luyện tới mệt lả có những chuyện không may xảy ra nhưng sau cùng kết quả vẫn là một con số dương sau khi ăn xong thẩm mặc cùng thẩm kỳ trốn lên sân thượng hai người nhẹ nhàng hôn môi dưới bầu trời sao lấp lánh, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua sườn mặt mang theo hơi thở của biển, mùi hương khiến cậu nhớ tới lần đi du lịch cùng thẩm kỳ, ký ức tốt đẹp đó hiện về trong đầu, lần cùng ngắm cá heo trên mặt biển, bữa ăn tối ở nhà hàng, hội đấu giá, hình ảnh anh lướt sóng, anh tới cứu cậu khỏi tên bắt cóc, bữa tiệc tối hôm đó và buổi tối định mệnh anh bày tỏ với cậu ở Thủy Cung. Mọi thứ giống như một giấc mơ tuyệt đẹp, vậy mà đã trôi qua hai tháng rồi bởi vì công diễn được phát trực tiếp tuy không được lưu lại nhưng những người có xem đều phát cuồng vì bái đường thành thân của thẩm kỳ và thẩm mặc bọn họ tuồn thông tin ra ngoài về buổi trình diễn khiến những người chưa xem đều tò mò về màn trình diễn kèm theo đó còn có các bài báo quảng cáo không ngừng dùng chủ đề cho chương trình để thu hút người xem cái hình ảnh lễ cưới này chính là giấc mơ của tôi bao lâu nay khi nghĩ tới thần tượng của mình thẩm tổng vậy mà đã cưới được thần tượng của mình rồi ghen tị quá các fan CP của kỳ mặc giờ đây đã có quân số rất đông. Bọn họ vốn mùi không cũng có đường nhét vào miệng, lần này hai người trực tiếp làm đám cưới luôn nên bọn họ trở nên hưng phấn không cách nào cản lại được. Các bài viết phân tích về mối quan hệ của thẩm kỳ và thẩm mặc cũng giản xuất hiện, phân tích từng ánh mắt và hành động của bọn họ trong chương trình có lý tới nỗi khiến nhiều người liền mặc định hai người là một cặp, cũng nhau đẩy thuyền cho CP này lên đứng đầu bảng xếp hạng CP đẹp đôi nhất trong giới giải trí luôn suốt quá trình cuộc thi lẫn sự việc này mang tới cho thẩm mặc một lượng fan hâm mộ khổng lồ, từ 10.000 người theo dõi lên tới 10 triệu người trong vòng hơn một tháng. Bởi vì trang của cậu không có nội dung nào ngoài một tấm ảnh chụp bên biển nên người hâm mộ rảnh rỗi chỉ có thể mang tấm ảnh đó ra soi từng chút một. Soi tới xô so lùi bỗng tới một hôm một người đăng lên một bài phân tích được rất nhiều lượt tương tác, trong ảnh, phía sau thầm mặc có hình bóng một người đang lướt sóng không biết do ảnh qua sắc nét hay sao mà khi zoom ra vẫn nhìn ra được chung chung dáng vẻ của người kia, bọn họ càng nhìn càng cảm thấy giống thầm kỳ. Tôi biết bãi biển này, đây là bãi biển ở đảo Tình Nhân, đó là nơi giới nhà giàu hay đi chơi du lịch, chủ yếu là tình nhân cùng nhau đi tới đó, nhưng thỉnh thoảng cũng có nhóm người là bạn bè cùng nhau đi. Hai người này trong chương trình cũng rất mập mờ nha. Gia thế của thầm mặc hình như cũng chưa được tiết lộ nha, hơn nữa cậu ấy cũng họ thầm, có khi nào tôi không dám nghĩ đâu, chắc không phải đâu. Không lẽ thầm mặc thật sự bị thầm tổng bao nuôi? Hình như thầm tổng có vị hôn thê rồi thì phải, thầm mặc như vậy có tính là tiểu tam không? Ngay sau đó cả ngày hôm sau hot sắt top một nhảy lên với tiêu đề, thần tượng mới nổi, thiên thần trong mắt fan hâm mộ thật ra đã bị bao nuôi, và top 2, thầm mặc tiểu tam, khiến thầm mặc dính vào một loạt những chửi bới từ đâu kéo tới không biết do ai đã mua thủy quân liên tục hắc thầm mặc các loại vấn đề không có minh chứng từ bắt nạt bạn học tới mức nhà suýt phá sản, hỗn láo với giáo viên, đạo đức tồi tệ. Phía bên phòng truyền thông của thẩm kỳ lập tức dùng thủy quân áp chế lại những bình luận xấu, bọn họ vẫn chưa ký hợp đồng chính thức với thẩm mặc nên không có tư cách thay cậu chứng minh, nếu không sẽ khiến quần chúng nghi ngờ nhiều hơn. Vẫn là chờ chỉ định từ bên thẩm kỳ. Nhưng lúc này thầm kỳ và thầm mặc vẫn còn chìm trong buổi tối lãng mạn lâu rồi mới có được này. Bỗng trên bầu trời có sao băng lướt qua, không chỉ một mà là rất nhiều, bởi vì không xem tin tức nên hai người không biết rằng tối nay có một trận mưa sao băng 200 năm mới có một lần. Thầm mặc vui vẻ kéo tay thầm kỳ nhìn lên trời ngắm sao băng anh, mau ước đi, nghe nói ước nguyện trước sao băng thì điều ước sẽ thành sự thật đó. Cậu lập tức nhắm mắt chắp tay cầu nguyện thẩm kỳ vốn không tin vào mấy chuyện trẻ con này nhưng vẫn chiều theo thẩm mặc qua nửa phút thẩm mặc mở mắt thấy thẩm kỳ đang nhìn cậu chằm chằm thì tò mò dò hỏi anh đã ước gì vậy thẩm kỳ không che giấu mà cười nói ước em sẽ mãi mãi ở bên anh thẩm mặc ngạc nhiên vì cậu cũng ước giống y như vậy nhưng lý do cậu chỉ coi đó là điều ước vì cậu biết cậu không thể mã ở bên anh được đến một ngày anh sẽ phải lập gia đình và có con nỗi dõi đó là điều cậu không thể làm được cho nên cậu sẽ thật tốt tận hưởng quãng thời gian ở bên anh cùng anh trải qua những ngày tháng tốt đẹp nhất này cậu không dám nghĩ tới nếu như rời xa thẩm kỳ thì bản thân sẽ ra sao cậu sợ nghĩ tới nó nên hoàn toàn lơ đi vấn đề đó em cũng ước được ở bên anh mãi mãi em yêu anh nhiều lắm thẩm mặc nũng nịu rụi mặt vào ngược anh thẩm kỳ hôn lên đỉnh đầu cậu em không cần ước bởi vì anh sẽ như vậy mãi ở bên em thẩm mặc khẽ ưm một tiếng hai người lại ôm chặt lấy nhau hôn thêm một lúc dưới ánh sao băng lãng mạn trả bù cho trên mạng hiện đang nổ tung lên vì những tin đồn nhân vật chính trong tin đồn thẩm mặc đã trở thành kẻ thứ ba trong miệng mọi người nhóm fan cp của hai người mặc dù rất cố gắng nhưng có không ít fan hùa khi xem tin tức thì lập tức lật mặt mọi người đều nói thẩm kỳ có vị hôn thê nhưng người đó thì không ai biết sau đó có rất nhiều người xuất hiện tự xưng là vị hôn thê của anh đăng bài trách mắng thẩm mặc còn có cả người tự xưng là bạn học cùng lớp chứng minh thầm mặc thật sự là người đạo đức tồi tệ, khiến cho nhiều người trở nên hoang mang. Rốt cuộc ai mới là vị hôn thế vậy? Lúc đầu tôi còn tin, lúc này liền cảm thấy nhảm nhí thật sự. chương 63, người duy nhất lúc này chú ý tới tin tức chính là thẩm quân. Anh đã quay trở về thẩm gia để thay thẩm kỳ điều hành công ty trong mấy ngày này. Lúc này anh đang đi đến địa điểm họp lớp. Mọi người đều đã trưởng thành nên đều đồng ý tới quán ba để giải khuây, mặc dù Thẩm Quân rất ít khi đến những nơi như vậy nhưng anh vẫn đồng ý đến góp vui. Dù sao thân là quân nhân cấp trung tướng, anh cũng không nên tới những nơi này, nhưng khi nghỉ phép anh cũng là một con người bình thường. Bạn bè cùng lớp với anh hồi xưa cũng đều là con cháu thế gia cho nên gọi đồ rất là hào phóng khiến quản lý của quán ba vui vẻ không ngớt. Tuy cũng không nhiều người tới cho lắm vì ai cũng có cuộc sống riêng rồi những người còn tới hầu như đều vẫn còn độc thân thẩm quân nghe nói hôm nay là ngày biểu diễn của thẩm hà thẩm kỳ và thẩm mặc nên suốt buổi hẹn anh chỉ chăm chú vào điện thoại xem livestream thấy kết quả cuộc thi thì rất vui mừng cho anh em nhà mình sảng khoái mà nâng một ly với đám bạn xung quanh trong số bạn bè tham gia có một cô gái rất xinh đẹp là một tiểu thư nhà giàu trung lưu mới phất lên phong cách vẫn luôn rất dễ thương tên là hàm viên viên vốn là một bông hoa mà nhiều chàng trai trong lớp theo đuổi khi xưa nhưng người cô ta thích lại là thẩm quân. Cô ta xem trọng không chỉ nhan sắc và dáng người của anh mà còn có gia thế khủng đó, nếu có thể liên hôn thì có thể giúp công ty nhà cô ta lên được giới thượng lưu, sẽ không bị đám tiểu thư thế ra coi thường nữa. Nhưng không chỉ có một mình cô ta nhắm tới anh mà rất nhiều cô gái trong lớp cũng vậy, chỉ tiếc là thẩm quân luôn từ chối tiếp xúc với bất kỳ nữ giới nào, sau này khi nhập ngũ cũng chẳng thể nào gặp được anh cho nên có cơ hội trước mắt thì bọn họ đều muốn tranh thủ thẩm quân đang cùng bạn bè uống rượu thì điện thoại vang lên thông báo anh thấy có ảnh của thẩm mặc nên tiện tay ấn vào xem một bài báo hiện lên ngay màn hình với tiêu đề tiểu tam thẩm mặc anh nhíu mày vào đọc càng đọc thì càng thấy máu sôi lên thẩm mặc là em trai bọn họ vậy mà đám mắt mù đó lại nói cậu là tình nhân của anh cả mặc dù giữa hai người này có hơi thân thiết quá nhưng hẳn là không phải như vậy thế mà bên anh cả vẫn chưa có động tính gì giải quyết chuyện này nên thẩm quân sốt ruột gọi cho thẩm kỳ mà bên kia không bắt máy gọi cho thẩm hà cũng bằng không vì điện thoại của thí sinh bị chương trình thu giữ mất rồi hơi có men rượu rồi nên thẩm quân cũng lười suy nghĩ sâu xa anh dùng tài khoản đăng lên một tấm ảnh bàn cơm có xuất hiện bóng hình của anh em bọn họ mà anh lén chụp vào đợt thời gian trước với dòng chữ cơm em út làm ngon tuyệt anh cả rất thích cơm em ấy nấu còn tranh không cho tôi ăn nhiều một động tĩnh này đã khiến cho cuộc chiến trên mạng chợt dừng lại. Mọi người lũ lượt kéo nhau đi xem bài đăng của anh mà ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa, đó điều mà không ai có thể ngờ tới. Cái quần đùi, thầm mặc vậy mà cũng là con cháu thầm ra, bảo sao tôi cứ đinh ninh mấy người này đều cùng họ thầm, tưởng chỉ là trùng hợp. Rồi, cua khét quá tôi văng ra đường rồi, fan của thầm mặc thì mừng rớt nước mắt, tôi đã bảo mấy người rồi, em ấy chắc chắc là người tử tế đám người nói em ấy là tiểu ta mau ra đây quỳ xuống nhận lỗi đi. Sao tôi tưởng là thẩm ra chỉ có ba người con nhỉ, năm đó cũng không thấy công khai còn có một người khác. Người ta không công khai không có nghĩa là không có, chuyện hào môn lúc nào chả có một đứa con riêng, trông cậu ấy không có nét gì giống với ba người còn lại nha. Ngay bên dưới bình luận này thẩm quân nhấn trả lời, không phải con riêng. Lần này thì không còn ai dám cãi thêm câu nào nữa. Fan của Thẩm Mặc thấy vậy thì vùng lên bắt đầu đi tuyên truyền cho những người bị dư luận dắt mũi còn chưa biết sự thật này. Với tình huống đó fan CP cũng hơi buồn, nếu bọn họ thật sự là anh em ruột thì thật khó để trở thành một đôi, rất nhiều người đều lựa chọn rời đi để bảo toàn nhân sinh quan, những người còn cố chấp ở lại đều bị mắng là kẻ bệnh hoạn khi ghép CP giữa hai anh em một nhà. Dẫu sao nhờ có sự việc này mà Thầm Mặc đã lấy được lại niềm tin của fan hâm mộ, cũng như gạt bỏ được mác xanh tiểu tam thật sự không phải sao. Vậy sao bài báo kia nói chắc nịch lắm cơ mà, còn cả sự việc về bắt nạt bạn học và hỗn láo với thầy giáo thì sao? Mọi người bị sự việc kia kéo đi quá xa nên nhất thời quên mất còn có hai cái vấn đề này, vừa có người nhắc thì bọn họ ngay lập tức lại sôi trào lên chửi bới nói thầm mặc dựa hơi trong nhà bắt nạt bạn học. Lúc này thầm kỳ đã nhận được thông báo mà tức giận xem tin tức, anh vừa mới tiễn bé mèo con về phòng thì rời đi để giải quyết công việc, Thế nào mà vừa mở điện thoại lên đã thấy một đống cuộc gọi và thông báo. Thẩm Kỳ xem màn xử lý của Thẩm Quân thì thấy khá hài lòng, không hổ là em trai cánh tay đắc lực của anh. Thẩm Kỳ gọi cho thư ký, yêu cầu liên lạc tới nhà của cậu nhóc lúc đó đã bắt nạt Thẩm Mặc yêu cầu cậu ta nói ra sự thật. Trong lúc hỗn loạn này có một tài khoản nữ đăng lên một bài thanh minh, Thẩm Mặc lúc đi học rất lễ phép và rất hiền lành, tôi là bạn cùng lớp với cậu ấy không tin thì tôi còn có ảnh chụp chung toàn bộ lớp học đây hình ảnh chỉ có người khác bắt nạt cậu ấy tôi còn tin bảo cậu ấy bắt nạt người khác thì tôi trồng cây chuối để đi thế nhưng bởi thế lực báo chí qua thao túng tâm lý nên cô gái này không những được đồng tình mà còn bị chửi bới vậy mà ngay sau đó có rất nhiều tài khoản cũng đăng bài tương tự đều xưng là bạn cùng lớp của thẩm mạc và bọn họ cũng có mặt trên tấm hình kia thật dần dần khiến cho nhiều người chú ý tới và có chút tin tưởng trong khi đó nạn nhân bị thầm mặc bắt nạt trong bài báo vẫn chưa hề xuất hiện khiến mọi người cũng ngờ ngỡ ra có điều không đúng. Những người bạn kia tuy bình thường họ không thân thiết với thầm mặc nhưng bọn họ biết cậu là người rất tốt. Từng giúp đỡ bọn họ vài lần, tuy chỉ là vài việc nhỏ nhưng lại khiến bọn họ nhớ mãi. Như là khi phát hiện được tan học, cửa sắp khóa mà bọn họ đi đâu chưa kịp về lớp lấy ba lô ra thì thầm mặc sẽ giúp họ cầm ra ngoài cửa đợi. Nếu không bảo vệ thật sự sẽ khóa hết đồ của bọn họ ở trong đó không thể lấy ra được, hoặc là nếu bọn họ đến muộn thì Thẩm Mặc sẽ giúp làm hộ phần trực nhật mà không kêu ca một chút nào, bọn họ đều nhớ cả, cho nên lần này thấy cậu trở nên nổi tiếng, còn bị hắc như vậy thì cũng muốn góp sức ra bảo vệ cậu, đó là điều duy nhất họ có thể làm. Trong phòng ngủ tối tăm, Phong Hy ngồi trước màn hình máy tính để xem tin tức về Thẩm Mặc. Mặc dù lần đó cậu ta được thầm mặc tha cho nhưng tính tự cao của cậu ta không chấp nhận được bản thân yếu thế nên vẫn không chịu thừa nhận. Lúc tối xem được tin tức đó cậu ta cảm thấy hả hê vô cùng mà ngủ một giấc, vậy mà lại nằm mơ thấy hồi đi học. Năm đó cậu ta nghịch ngợm thử lái mô tô bị tai nạn gãy một chân, sau khi trải qua phẫu thuật chân thì quay lại lớp học, vì khó đi lại nên cậu ta phải cần người giúp đỡ chính là thầm mặc tự mình ngày nào cũng chờ ở cổng trường để dìu cậu ta vào lớp rồi nhường gần như toàn bộ ghế cho cậu ta để chân vì đang phải bó bột, còn giúp cậu ta chép bài trong những buổi nghỉ. Phong Hy nghĩ thật phiền phức, cậu ta được nghỉ không phải nghĩ tới bài vở đang vui bao nhiêu tự dưng lại đưa đống bài vở đó cho cậu ta làm gì, phiền chết. Lần đó công ty nhà cậu ta lao đao muốn phá sản thì những người bạn mà cậu ta coi là thân thiết lại quay lưng thái độ với cậu ta, khiến Phong Hy vô cùng căm hận khi ký ức bị giấc mơ kia lùa về khiến Phong Hy như nhận ra thầm mặc mới là người bạn đối xử thật lòng nhất với cậu ta, nhưng thứ gì đã bỏ lỡ thì không thể lấy lại được nữa. Lúc này đã là nửa đêm, đối diện với màn hình máy tính, cậu ta cẩn thận gõ một đống chữ giúp thầm mặc thanh minh rồi đăng lên. Bên phía thầm kỳ, thư ký của anh chưa kịp gọi cho nhà của Phong Hy thì đã thấy cậu ta đăng bài. Nội dung giống như một bức thư, Phong Hy kể hết sự thật rằng cậu ta mới là kẻ bắt nạt thầm mặc sau đó cảm thấy rất hối hận vô cùng cậu ta cũng vạch trần bộ mặt của lão giáo viên kia còn không quên nhắc tới thành tích của thẩm mặc là nhất khối khiến cho cộng đồng mạng đều quay xe không kịp vậy là thẩm mặc thật sự là vô tội cảm thấy như chúng ta đang bị đám nhà báo dắt mũi thẩm mặc đột nhiên nổi tiếng như vậy hẳn sẽ có người ghen ghét mà làm ra hành động bôi xấu nhưng là ai đây cậu ấy mới vào giới đã làm gì đắc tội với ai đâu Bên phòng truyền thông của Thẩm Kỳ gửi báo cáo cho rằng sự việc lần này bùng lên lớn như vậy là do có người đứng sau Mô Thủy Quân và Hotshot muốn khiến cho Thẩm Mặc không thể ngóc đầu lên được. Theo điều tra thì phát hiện là do công ty bên phía Trung Đàm Lộ đã giật dây vụ này, mặc dù đã cố che giấu qua trung gian nhưng nhân viên bên Thẩm thị cũng không phải là dạng vừa nên rất nhanh đã lần ra dấu vết. Thẩm Kỳ âm trầm sắn tay áo sơ mi lên, xem ra sự trừng phạt lần trước vẫn chưa đủ khiến cho cậu ta hiểu ra vấn đề. Anh quay sang nói với thư ký, "Sáng mai tôi muốn thấy tin tức Trung thị phá sản." Thư ký hiểu ý liền liên lạc với các bộ phận liên quan, cho nên tối nay công ty lại phải sáng đèn, nhưng nhân viên ai cũng rất hang máu vì tiền lương ngoài giờ của Thẩm thị rất hậu hĩnh, vấn đề là sếp không cho bọn họ tăng ca, cái cơ hội này bọn họ chờ lâu lắm rồi. Chương 64. Thẩm Kỳ thấy trong danh sách cuộc gọi nhớ có cuộc gọi của Thẩm Quân nên ấn gọi lại, bên kia đầu dây vang lên giọng nói trầm thấp của một người đàn ông lạ. Thẩm Tổng à, cậu ấy đang ở chỗ của tôi. Thẩm Kỳ nhíu mày, anh là ai? Thẩm Quân luôn ở trong quân đội, rất ít khi ra ngoài cho nên gần như không có bạn bè ở bên ngoài mới phải. Bên kia người đàn ông cười nhẹ vì thất lễ, thật là không phải phép, tôi quên mất, tôi là cấp trên của cậu ấy, vừa nãy bắt gặp cậu ấy uống say bên đường nên đang đưa cậu ấy tới khách sạn nghỉ ngơi rồi, anh đừng lo. Kỳ ra phóng khẽ hít mạnh một hơi. Thẩm Kỳ dựa lưng lại lên ghế, anh là Kỳ Gia Phóng. Có chuyện gì vậy? Thẩm Kỳ biết chuyện của Kỳ Gia nên anh biết Kỳ Gia Phóng trở về nhưng không nghĩ anh sẽ nghỉ phép lâu như vậy. Chỉ là tiếng thở nặng nề cuối câu kia, có chút mờ ám. Đúng vậy, mong có dịp được gặp Thẩm Tổng, không nói nữa, tôi đang lái xe nên gọi lại sau nhé. Thẩm Kỳ ừ một tiếng, vậy cảm ơn anh đã giúp đỡ em trai tôi. Không có gì đâu, nghĩ vụ của cấp trên thôi. Trước lúc đó, tại quán ba thẩm quân bị một bạn nữ mời rượu uống xong không hiểu sao cảm thấy rất khó chịu anh liền xin rời đi trước vừa đi ra hành lang phòng vip thì bị chính bạn nữ kia đòi bám lấy dìu anh về thẩm quân làm sao sẽ không hiểu chuyện này có nghĩa là gì anh đẩy cô ta ra đi nhanh hơn rời khỏi nơi này hàm vận vận không muốn để vượt mất cơ hội hiếm có này thẩm quân cậu không khỏe sao để tớ giúp đưa cậu tới chỗ nào đó nghỉ ngơi nhé Hai tay cô ta bám chặt vào cánh tay của Thẩm Quân. Thẩm Quân thừa sức đẩy cô ta ra nhưng sợ sức lực quá độ làm bị thương Hàm Vận Vận, dù sao anh cũng là một người quân nhân, có trách nhiệm bảo vệ người dân. Anh cố rút tay lại nhưng Hàm Vận Vận có bám chặt lấy, còn không ngừng có cơ thể lên người anh khiến Thẩm Quân khó chịu vô cùng. Vì đã ngấm thuốc nên giọng anh khàn đi, "Không cần, tôi tự về được." Hàm Vận Vận vẫn, vẫn cô bám theo anh ra khỏi quán ba ra tới đường cái vì khu phố này là phố vui chơi nên dù đã muộn vẫn có rất nhiều người và xe cộ qua lại ánh đèn đường vẫn sáng trói ánh vàng thẩm quân nghĩ với tình trạng này hẳn là không thể tự lái xe được nên định gọi taxi đúng lúc này có một chiếc xe rô roi màu đen sang trọng chạy tới đỗ ngay đó một người đàn ông cao lớn với khí chất mạnh mẽ bước xuống đi tới trước mặt thẩm quân giao cậu ấy cho tôi là được anh ta nói với hàm vận vận mà tay thì đã nắm lấy một bên cánh tay thẩm quân Thẩm Quân vốn rất cao nhưng tính ra người đàn ông kia còn cao hơn anh nửa cái đầu, thân hình cũng lớn hơn một vòng. Hàm Vận Vận thấy cơ hội đã tới trước mắt làm sao có thể để bị người khác cướp đi mất, cô ta giữ tay Thẩm Quân lại, ngay lúc đó người đàn ông với khí chất bất phàm đối diện ánh mắt trở nên âm trầm. Anh là ai mà đòi mang cậu ấy đi? Kỳ Gia Phóng cười lạnh, vậy thì cô lại là ai mà đòi đưa cậu đi? Hàm Vận Vận cố tỏ ra hợp tình hợp lý giống như Kỳ Gia Phóng là kẻ bắt cóc vậy, tôi Tôi là bạn học của cậu ấy, còn có khi nãy cậu ấy đã tỏ tình với tôi, hiện giờ chúng tôi là người yêu." Hàm Vận Vận lợi dụng Thẩm Quân đang thần trí mơ hồ mà nói sằng nói bậy, dù sao nếu kế hoạch của cô ta thành công thì cô ta cũng sẽ thật sự trở thành bạn gái của Thẩm Quân. Kỳ ra phóng trầm mặt, "Bạn gái? Thì sao chứ, anh ta kéo Thẩm Quân về phía mình, sức lực kia Hàm Vận Vận không thể nào cản lại được, tôi còn là cấp trên của cậu ấy." tôi nói một câu phải rời đi thì cậu ấy cũng không thể không nghe nói xong anh lập tức dìu thẩm quân vào xe rồi rời đi có vẻ đang rất tức giận kỳ ra phóng đặt thẩm quân ở ghế sau rồi bản thân đi lên phía trước lái xe rời đi vừa đi được một đoạn thì thẩm quân liền liên tục cởi bỏ bớt quần áo trên người bởi mùa đông tuyết rơi lạnh nên trang phục cũng rất nhiều lớp cởi hết lớp này tới lớp kia cũng vẫn còn đồ trên người thẩm quân mê man một hồi cũng tỉnh táo lại được một chút anh nhìn bóng người quen thuộc phía trước thì hơi giật mình giọng nói đứt quãng vang lên hơi khàn khàn thượng tướng sao anh lại ở đây kỳ gia văn nhíu mày tức giận sao tôi không nên làm đứt quãng cuộc hẹn hò của cậu với bạn gái à thẩm quân hà một cái tôi làm gì có bạn gái nói tới đây thì anh cũng mang máng nhớ lại tình huống khi nãy hình như là thượng tướng đã giải cứu mình khỏi cô gái kia thật không có người đàn ông phía trước nhún mày thẩm quân vội nói liên tục để chứng minh bản thân trong sạch. Không phải vì anh sợ mà là trong quân ngũ mà bị phát hiện giấu mọi người có bạn gái nhất định sẽ bị anh em trách phạt. Thẩm quân mặc dù thăng cấp nhanh, là người có quân hàm tướng trẻ nhất cho nên dù bọn họ là cấp dưới của anh những đều là cùng tuổi, vẫn luôn coi nhau như anh em đồng đội gắn bó, ngoài lúc làm việc nghiêm túc thì vẫn có trêu đùa và chọc ghẹo. Nghe thẩm quân lúng túng như vậy, người đàn ông phía trước khẽ mỉm cười chưa được bao lâu thì thẩm quân lại phát tác lượng thuốc hẳn là không ít bởi anh là người có định lực rất tốt mà cũng trở nên khó chịu như vậy thẩm quân lại dần mất đi ý thức bên dưới đống quần cũng gồ lên một túc lều cơ thể nóng rực muốn tìm tới một nơi mát mẻ một chút thẩm quân lao tới chạm vào người đang lái xe phía trước khiến kỳ ra phóng suýt nữa đánh nhầm tay lái không thể gỡ được tay của thẩm quân ra nên anh đỗ xe lại bên đường kỳ ra phóng xuống xe mở cửa xe đằng sau đi vào loại xe này rất rộng rãi bởi thân hình anh rất lớn cho nên đặc biệt thích loại xe này, nhưng hai người đàn ông đều cao lớn ngồi chung một chỗ thì vẫn cảm giác hơi chật trội. Hai tay thẩm quân hư hỏng bám lên người kỳ ra phóng xé bỏ áo sơ mi của anh mà sờ mó vào làn da mát lạnh bên trong. Kỳ ra văn sắc mặt âm trầm giữ tay thẩm quân lại, cậu biết mình đang làm chuyện gì với ai không? thẩm quân mờ mịt ngửa cổ lên nhìn anh, a à, thượng tướng, sao anh lại ở đây vậy? Kỳ ra phóng cạn lời, vừa nói vừa cúi xuống thở một hơi vào bên tai thẩm quân đầy ái muội biết tôi là ai rồi còn dám làm như vậy. Anh liếc xuống dưới tỏ ý khiến thẩm quân cũng nhìn theo, thấy hai tay mình đang không ngừng cười đồ của đối phương thì cười hề hề rụt tay lại nhưng tay bị kỳ ra phóng nắm chắc không thể cử động. Kỳ ra phóng nhếch mép cười, nếu đã có can đảm cười ở trên rồi thì bên dưới cũng cười một phen đi, đã thổi lửa thì cậu phải tự mình dập lửa đi chứ nói rồi anh ta kéo tay thẩm quân chạm xuống đũng quần đã sớm phồng lên của mình rồi đẩy người đối diện xuống dưới sàn, để hơi thở của người kia phả lên nơi nhạy cảm của mình. Bởi sự kích tình nên thuốc lại phát tác dày vào thẩm quân rất thống khổ, cảm giác chỉ muốn chạm vào đối phương nhiều hơn. Bất giác liền đã tự kéo khóa, vạch chiếc quần nhỏ bên trong của kỳ ra phóng khiến vật bên trong này ra, lớn tới nỗi đập nhẹ một cái lên mặt anh. Thẩm quân dùng tay nắn vuốt vật thô to kia khiến kỳ ra phóng nặng nề thở mạnh, một người đàn ông 35 tuổi khỏe mạnh chưa từng có một mối tình vắt vai. Mặc dù cũng có lúc sẽ tự mình xử lý nhưng so với việc được người khác giúp thì đúng là không thể bằng được, chưa kể người đó còn là người mà anh ta thầm thích suốt mấy năm nay. Từ khi thẩm quân mới nhập ngũ, chỉ là một cậu nhóc lính quèn thì anh đã vô cùng hứng thú với thẩm quân rồi, chỉ là một tầng quan hệ cấp trên cấp dưới khiến cho kỳ gia phóng chưa thể tỏ rõ lòng mình. Với lại thẩm quân suốt ngày tự hào kêu mình là thằng nam cho nên anh cũng không muốn làm ảnh hưởng tới cậu, có điều có thằng nam nào lại ghét tiếp xúc với phụ nữ, thậm chí còn mãi không có một người bạn gái nào như vậy, có quỷ mới tin. Trong xe, tiếng động ma sát và hơi thở trầm thấp khiến không khí trở nên vô cùng ái muội. Đúng lúc này có tiếng chuông điện thoại vang lên, Thẩm Quân thì vẫn mơ hồ chăm chú vào việc trên tay không thèm để ý cho nên Kỳ Gia phóng giúp anh nghe điện thoại, là điện thoại của thầm Kỳ. Kỳ Gia phóng báo rằng Thẩm Quân vẫn ổn đang nói nói giờ thì người bên dưới tự dưng vươn lưỡi liếm nhẹ lên phần đỉnh rồi sau đó đột một ngậm vật dưới thân anh vào miệng khiến kỳ gia phóng bất ngờ thở mạnh một hơi nén lại tiếng rên sung sướng cảm xúc ẩm ướt ấm nóng bên dưới khiến anh ta suýt thì mất kiểm soát mà đè người dưới thân xuống kỳ gia phóng nhanh chóng kết thúc cuộc gọi rồi ấn đầu thẩm quân vào sâu hơn tiếng rên trầm khàn nam tính cũng phát ra sen lẫn tiếng nước nhóp nhép vô cùng gợi cảm vang lên khắp chiếc xe đỗ bên đường thật lâu sau tới khi kỳ ra phóng cao trào cũng không đợi thẩm quân chuẩn bị mà đầy hung rất nhanh, thêm mấy chục nhịp thì cũng bắn vào bên trong cổ họng của cấp dưới thỏa mãn gầm lên một tiếng rên sảng khoái. Thẩm quân cũng bị kích thích tới nỗi nãy giờ cũng tự mình dùng tay an ủi bản thân, gần như cùng lúc cũng bắn ra dưới sàn xe. Tuy nhiên lượng thuốc rất nhiều, một lần như vậy là không đủ, nhưng cũng đủ để anh tạm thời giảm bớt cơn khó chịu. Kỳ ra phóng cũng không hề thỏa mãn mà thậm chí còn sao 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 lớn hơn cả khi nãy. Anh cài đặt cho xe tự động lái về biệt thư riêng của mình ở gần đây rồi tiếp tục trầm luôn. mươi 65, kỳ ra phóng nâng thầm quân nằm lên dãy ghế rồi trầm mình xuống hôn lấy đôi môi thèm khát bao lâu nay, dần dần hôn lên mắt, mũi rồi xuống cổ, để lại một dấu vết đỏ sẫm trên đó rồi mới thỏa mãn lùi xuống phía hai viên đậu đỏ, Thân hình Thẩm Quân so với người khác thì khá lớn rồi nhưng nằm dưới thân kỳ gia phóng vẫn là bị che khuất mất. Kỳ gia phóng một tay nghịch viên đậu đỏ, một bên khác thì dùng miệng ngậm lấy cắn mút, bao lần nhìn thấy cậu cờ Trần Thân trên tập luyện trong quân doanh anh đều nảy lên ý nghĩ này, không nghĩ đã có thể trở thành sự thật. Thẩm Quân bị trêu đùa tới mức khẽ trầm thấp xên lên, không phải tiếng rên của những thiếu niên yếu đuối mà là tiếng rên nam tính nhưng không thiếu đi sự nhẹ nhàng kỳ gia phóng thỏa mãn thì lại lùi xuống dưới ngậm lấy cậu bé của thẩm quân mà liếm láp sau một lúc thì thay bằng tay rồi đẩy hai chân của thẩm quân lên anh ta cúi xuống hôn nhẹ lên cúc hoa rồi dùng tay đâm vào để nới lỏng từ một ngón rồi thành hai rồi lại ba ngón bởi tác dụng của thuốc nên thẩm quân không chỉ không cảm thấy quá đau mà thậm chí còn thỏa mãn rên lên lúc này xe đã chạy về tới biệt thự của kỳ gia phóng anh bế lấy người dưới thân đưa vào trong nhà dù bản thân thẩm quân cũng không phải nhẹ gì cho cam gần như không thể đợi nổi mà vừa vào tới phòng khách kỳ gia phóng đã đè thẩm quân vào cửa mà hôn thẩm quân cũng không bị động anh bị kích thích mà chủ động đáp lại khiến cho kỳ gia phóng như điên cuồng kỳ gia phóng đưa thẩm quân lên sofa nằm úp xuống rồi cầm thấy vật dưới thân cắm vào khiến thẩm quân đau đớn chảy cả nước mắt dưới sự thao túng của kỳ gia phóng mà thẩm quân rất nhanh đã bị vật kia đâm tới tận gốc hơi thở nặng nề ám muội vang lên rất nhanh khoái cảm đã ập đến hai con người chiến đấu với nhau đủ mọi tư thế từ 12 giờ đêm tới tận 7 giờ sáng hôm sau mới mệt mỏi mà ngủ lăn ra, mọi dấu vết đều xuất hiện khắp căn nhà, gần như mọi chỗ bọn họ cũng đều làm qua. Thẩm quân mới chỉ ngủ được hai tiếng đã bị tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức, anh với lấy điện thoại ở đầu giường rồi nhấn nghe, bên kia lập tức có tiếng người vang lên, chú hai, chú đi đâu mà hôm qua cháu gọi mãi không được vậy. Không ngờ lại là gọi video thẩm quân vô cùng buồn ngủ nên không để ý. Thẩm quân ngơ ngác đáp, chú nào, gọi nhầm máy rồi, giọng anh vừa khàn vừa có chút như ủy khuất, cũng gần như mất giọng. Bên kia kỳ mộng nhiên ngáo ngơ nhìn lại số điện thoại của chú hai nhà mình thầm nghĩ đúng số mà ta, sau đó thấy hình ảnh bên kia là một chàng trai cởi trần thân trên dấu vết đỏ tím đầy người đang đắp chăn nằm trên giường trong phòng nhà chú hai nhà mình thì hoảng hốt, ồ, làm phiền hai người rồi, cứ tiếp tục đi. Càng nói cô càng nở một nụ cười rất mở ám. Kỳ mộng nhiên vừa tắt máy xong đã gọi ngay lại cho ông nội nhà mình báo cáo. Ông ơi, nhà mình sắp có người mới rồi, chú hai sắp lấy vợ rồi. Kỳ lão ra từ rất nhiều năm lo lắng cho tình hình gia thất của đứa con út nhà mình cho nên vừa nghe đã vui mừng tới nỗi suýt thì trượt ngã cái gì cơ. Thằng hai nó có người yêu rồi á, à? là ai vậy? Kỳ mộng nhiên vui vẻ đáp, con không biết nhưng là đàn ông đó ạ à? nói tới đoạn sau thì cô hơi tỏ ý dò hỏi kỳ lão gia tử mừng rớt nước mắt ôi sời ông không quan tâm là nam hay nữ chỉ cần có người chịu ở bên nó là ông mừng lắm rồi kỳ mộng nhiên nghe vậy thì thay chú mình vui mừng nhưng ông ơi chúng ta phải giữ bí mật đó chú hai hình như chưa muốn công khai đâu kỳ lão gia tử vội gật đầu được được cháu để ý là đứa trẻ nào để ông mau chuẩn bị xính lễ trước thẩm quân quá mệt mỏi muốn ngủ nên thấy người kia tắt mắt chả hiểu kiểu gì nên lại quay ra ngủ lật người một cái vậy mà lại ôm phải một cái đệm thịt dày anh giật mình tỉnh táo lại ngồi dậy nhìn thấy căn phòng xa lạ còn có bản thân trần truồng và một người đàn ông nằm bên cạnh anh lén lút ngó mặt của người kia vừa thấy cả khuôn mặt bỗng cứng đờ thượng 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 tướng ký ức đêm qua bỗng ùa về thẩm quân không nhớ bản thân đã bị người đàn ông kia bắt nạt tới nỗi phải khản giọng xin tha bao nhiêu lần, thậm chí bản thân còn hưởng ứng lại vô cùng nhịp nhàng, còn có bị anh vừa cắm vừa bế lên tầng, mỗi bước đi đều bị cắm vào tận trong cùng mà rên la cầu xin. Cái mặt dày của thẩm quân chưa bao giờ đỏ như bây giờ, anh lén lút muốn xuống giường chạy trốn nhưng vừa đứng lên cái eo đã nhức đau tới ngã bỏ xuống dưới. Kỳ ra phóng bị tiếng động này kêu tỉnh, mở mắt thấy thẩm quân đang cố gắng bỏ đi mà cười ra tiếng kỳ gia phóng xuống giường toàn thân vẫn không mặc gì phía dưới lắc lư đi tới bên thẩm quân bế lên đi vào nhà tắm thẩm quân đã tỉnh táo lại nên việc như vậy khiến anh khó thể chấp nhận được nhưng chỉ một câu đứng im của kỳ gia phóng đã khiến anh phải đứng im để anh giúp mình tắm rửa sạch sẽ từ trong nhà ngoài xấu hổ tới muốn đánh người cấp trên mà anh luôn tôn sùng và hâm mộ lại cùng anh làm ra cái chuyện kia chưa kể hai người vẫn là hai thằng đàn ông thật sự không dám đối mặt kỳ gia phóng muốn bế thẩm quân về giường nhưng bị từ chối thẩm quân cố gắng nhích từng bước chịu đau mà mặc quần áo chưa kịp mặc quần lại bị kỳ gia phóng tụt xuống để tôi giúp em bôi thuốc nếu không sẽ rất lâu mới khỏi thẩm quân vẫn tự hào mình là một thằng đàn ông mạnh mẽ vậy mà có ngày lại bị một thằng đàn ông khác bôi thuốc vào cúc hoa thẹn tới nỗi không nói lên lời anh nghĩ đằng nào cũng thấy hết của nhau rồi bôi thuốc thì tính là gì. Thẩm quân mặc xong đồ thì muốn đi xuống dưới nhà, kỳ gia phóng nhìn anh nhớn mày mà nói thật sự muốn xuống đó. Thẩm quân bị kỳ gia phóng dìu xuống, vừa tới nửa cầu thang đã đau tới nhíu chặt mày, khi khó khăn lắm mới xuống được tới nơi thì đập vào mắt là các mảnh quần áo văng khắp nơi và dấu vết màu trắng và nước khô lại trên sàn, trên bàn, trên cửa sổ và cả tivi. Ký ức đêm qua lại ùa về từng cái từng cái một khiến thẩm quân tức giận đấm một cái lên ngực của kỳ gia phóng, đó là việc trước kia anh sẽ không bao giờ dám làm ra thực ra cũng không mạnh lắm kỳ gia phóng bị đấm thì cảm thấy vô cùng vui sướng đấm thêm mấy cái nữa chỉ cần em không giận thẩm quân bất lực quay mặt đi không nhìn tới bãi chiến trường kia nữa nhưng cũng không có sức lực để đi lại lên lầu kỳ gia phóng lập tức bế anh lên đưa lên phòng thẩm quân dù ngại vô cùng nhưng vẫn bám lên cổ anh tránh bị rơi đặt thẩm quân lên giường kỳ gia phóng liền an ủi để tôi đi nấu bữa sáng cho em ngủ thêm một lất đi đêm qua em vất vả rồi thẩm quân quả thật vô cùng mệt mỏi nên cũng không cãi lại mà nằm lăn ra ngủ thêm một lát kỳ gia phóng vừa nấu ăn vừa nghĩ cách để khiến cho thẩm quân chịu ở bên anh một tiếng sau một mâm đồ ăn ngon miệng được bưng lên tận phòng thẩm quân vì vận động suốt đêm nên bị mùi thơm này làm cho tỉnh lại lao tới ăn lấy ăn để anh cố ý lờ đi người kia nhưng vẫn thầm nghĩ tay nghề nấu ăn của thượng tướng quá tuyệt vời ngon vô cùng. Thẩm quân ăn liền muốn chạy lấy người nhưng lúc này đột nhiên khuôn mặt luôn nghiêm nghị trà kỳ ra phóng trở nên ủy khuất ôm lấy thẩm quân từ sau lưng. Tôi giúp em giải thuốc, chính tiết tôi gìn giữ 35 năm nay bị em lấy mất rồi, em còn muốn chạy mất thì tôi làm sao sống nổi, em phải chịu trách nhiệm với tôi. Thẩm quân là một người rất hào sảng nhưng rất ngây thơ trong chuyện tình cảm, nghe vậy thì cũng cảm thấy có lỗi thật, dù sao thượng tướng chỉ là giúp mình giải thuốc mà thôi, lại khiến anh ấy phải ủy khuất như vậy, bản thân đến một câu cảm ơn cũng không nói liền muốn rời đi. Vậy anh muốn như thế nào? Kỳ ra phóng mặt giày vô liêm sỉ nói, tôi đã thề rằng sẽ giữ trinh tiết cả đời, nếu trao nó cho ai thì nhất định phải cưới người đó về. Em biết đấy, gia đình tôi nổi tiếng là có nể nếp, cả đời chỉ trung thành với một người, nếu em không gả cho tôi thì cả đời này tôi sẽ phải cô đơn tới già. Thẩm quân tròn mắt ngạc nhiên, thời đại này rồi còn có kiểu như vậy bảo sao thượng tương ế tới 35 tuổi vẫn chưa lập gia đình, anh không nói, tôi không nói thì không ai biết. Kỳ gia phóng càng tỏ vẻ ủy khuất hơn nữa, nếu vậy tôi sẽ cảm thấy rất có lỗi với bản thân, sẽ ăn không, ngon ngủ không yên, không thể làm việc giúp quốc gia được nữa, cũng không có tâm trí để đánh giặc. Thẩm quân dùng tay chặn miệng anh ta lại, thôi, thôi. Được rồi, kỳ gia phóng quay người thẩm quân lại đối mặt với nhau, vậy em đồng ý gả cho tôi thẩm quân xì một tiếng được nước làm tới không anh phải gả cho tôi tay kỳ gia phóng không an phận lại mò tới gần cửa động làm thẩm quân nhói lên đau em không nhớ tối qua là ai khóc lóc đòi sinh con cho tôi sao thẩm quân bị nói mà xấu hổ đấm kỳ gia phóng một cái vào ngực kỳ gia phóng ôm ngực giả vờ đau thẩm quân lập tức cúi xuống lo lắng tuy anh ra tay hơi mạnh nhưng hẳn sẽ không đau tới vậy nha không lẽ động vào vết thương cũ của thượng tướng Kỳ ra phóng tranh thủ thẩm quân mất chú ý liền ngẩng lên, giữ chặt lại môi phủ lên môi. Thẩm quân muốn đẩy ra nhưng không đẩy được, thậm chí còn cảm giác tim mình đập nhanh vô cùng, có chút thích thú, muốn lâu hơn một chút. Kỳ ra phóng thấy thẩm quân ngừng động đẩy, còn đứng im cho mình hôn thì thầm cười, tiếp tục hôn thẩm quân tới nhũn cả người rồi thì thầm vào tai, xem như là em đã đồng ý rồi nhé, sau này em là người của tôi rồi. Chương 66 Lúc này vụ việc trên mạng của thầm mặc đã đi tới hồi kết, cậu không chỉ được thanh minh mà còn thu hút rất nhiều người qua đường trở thành fan, trở thành một trong những cái tên hot nhất hiện tại. Thế nhưng chính chủ lại không hề biết gì mà ngủ dậy muộn bù cho mấy ngày tập luyện điên cuồng. Thay vào đó thì tin hot nhất lúc này là công ty nhà trung đàm lộ đã phá sản ngay trong đêm khiến ai cũng ngỡ ngàng. Công ty đó vốn đã rất lung lay sau vụ lùm xùm của trung đàm lộ khiến cho nhiều đối tác quay lưng hiện tại thầm kỳ lại ra tay chặn đường sống khiến cho nó lập tức phải tuyên bố phá sản cũng với đó trung gia cũng phải gánh một khoản nợ rất lớn văn phòng quản lý mà trung đàm lộ mở ra cũng không thể duy trì được nữa đám nhân viên của phong hoa bị anh ta dụ dỗ rời đi lúc này hối hận vô cùng nhưng chẳng thể quay lại được công ty cũ nữa cho nên ra sức chửi bới trung đàm lộ mới qua mấy ngày mà trung đàm lộ đã gầy đi và trông vô cùng mệt mỏi nào đâu hào quang thần tượng như trước nữa anh ta đang chạy vạy khắp nơi mượn tiền để đắp vào khoản nợ để ít nhất vẫn còn cái nhà để ở. Cha anh ta vậy mà nghĩ tới việc muốn dâng anh ta cho một bà lớn để người đó giúp bọn họ trả hết khoản nợ kia. Trung đàm lộ muốn trốn nhưng vẫn bị cha mình bắt lại bỏ thuốc đưa cho người đàn bà kia. Mà cái người kia sớm đã hơn 40, là một lão bà vừa béo vừa nhăn nheo đã quá chồng từ lâu, luôn kiếm các tiểu thịt tươi để quy tắc ngầm, anh ta bị bỏ thuốc bị trói lại khỏa thân dâng lên tận giường điều đó khiến Trung Đàm Lộ cảm thấy nhục nhã hơn bao giờ hết. Đêm đó anh ta cảm thấy kinh tởm nhất cuộc đời, không bao giờ muốn nhớ lại, thậm chí bà ta còn yêu cầu anh ta phải đến mỗi khi bà ta yêu cầu thì sẽ giúp anh ta còn có công việc trong giới giải trí, nếu không sẽ khiến cho anh ta không thể ngóc đầu lên được nữa vì cả quá trình kia đều bị bà ta dùng máy quay quay lại hết rồi, ghê tởm nhất là bà ta còn yêu cầu muốn mang thai một đứa con của anh ta. Trung đàm lộ hận, hận cha mình, hận bà ta hận nhất chính là thẩm mặc và thầm kỳ. Anh ta sau đêm đó đã hoàn toàn bị xiềng xích khóa lại, mặc dù được thả tự do ra ngoài. Trung đám lộ vừa được thả ra đã tìm đến chỗ Hàn Thuấn xin sự giúp đỡ, anh ta không thể để Hàn Thuấn biết được chuyện kia, Trung đàm lộ đến căn nhà mà bản thân trước đây đã bỏ tiền mua cho Hàn Thuấn. Vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi ái muội và quần áo vứt đầy trên đất. Anh ta tức giận tới nắm chặt tay run lên, bước từng bước tới phòng ngủ của hai người rồi mở mạnh ra đập ngay vào mắt là hình ảnh hai người vẫn đang tập trung đưa đầy mặc kệ tiếng động lớn qua nửa phút thì cả hai đều thoải mái rên lên một tiếng rồi tách ra trung đàm lộ nhận ra người trên giường kia là một trong những đối thủ của anh ta trong giới giải trí không những gia cảnh không cao hơn anh ta mà cũng không nổi tiếng bằng trước kia luôn bị anh ta chèn ép người đàn ông kia từ từ mặc quần đi tới trước mặt trung đàm lộ khiêu khích cậu thua rồi trung đàm lộ tức giận muốn đấm vào mặt anh ta nhưng người đó đã đỡ được hàn thuấn từ trên giường lăn xuống rồi chạy tới giữa hai người cậu ta quỳ xuống xin lỗi trung đàm lộ em xin lỗi anh đừng giận trung đàm lộ giật tay cậu ta ra chê bẩn rồi tát một cái lên mặt hàn thuấn sau đó lại chợt nhận ra bản thân mình cũng không khá hơn là bao hàn thuấn bị đánh thì tức giận quát anh dám đánh tôi anh hiện giờ cái gì cũng không có lấy cái gì đòi tôi phải theo anh chịu khổ Trung đàm lộ không ngờ tới người mình hết lòng bảo hộ lại chỉ coi anh ta là lốp xe dự phòng, bao dồn nén mấy ngày nay đều muốn ảo ra, anh ta giơ tay muốn đánh tổ ta nhưng lại bị người kia ngăn lại. Người đàn ông kia thấy vậy thì cười khinh dựa lên tường khiêu khích, Trung đàm lộ, cậu đừng giận, chỉ là tôi và người yêu của cậu vô tình mà tình một đêm mà thôi, có gì phải giận đâu chứ. Hàn Thuấn thấy Trung đàm lộ lại muốn đánh mình thì trốn sau lưng người đàn ông kia cậu ta tuy cũng không phải con cháu nhà giàu gì nhưng gia đình luôn yêu quý cậu ta chưa bao giờ đánh cậu ta như vậy nhất lại là một người đã trắng tay như trung đàm lộ cho nên hàn thuấn rất tức giận người kia vậy mà không chịu thả tay trung đàm lộ ra còn kéo anh ta ngã ra đất nói đằng nào cuộc chơi cũng đang giang dở không bằng anh cũng vào tham gia đi sau đó anh ta đóng cửa khóa lại rồi vứt chìa khóa vào góc nào đó bản thân thì kéo Lê Trung đám lộ lên giường cười hết quần áo của anh ta trong sự chống cự quyết liệt. Vậy mà Hàn Thuấn cũng chạy tới giữ chặt Trung đàm lộ không để anh ta thoát được, cũng cho anh thể nghiệm một chút cảm giác làm không, biết đâu quá thích sau này lại còn cảm ơn tôi. Ngày hôm đó Trung đàm lộ mất hết thể diện bị một nam nhân là đối thủ của mình làm tới khóc lóc xin tha, hơn nữa Hàn Thuấn cũng nhập cuộc đẻ anh ta dưới thân mà cảm thán, trước kia đều là anh đẻ tôi, bây giờ cho anh trải nghiệm thử cảm giác này. Không chỉ vậy mà hai người đó còn một trước một sau mà cùng cắm vào khiến cho anh ta cảm giác như sắp chết tới nơi. Mọi thứ anh ta nhận được bây giờ đều vì muốn bảo vệ Hàn Thuấn mà ra. Trung đàm lộ hối hận khi đó đã vì Hàn Thuấn mà đắc tội với thẩm kỳ để dẫn tới kết cục hiện giờ. Và lúc này anh ta nhận lại được quả báo này. Trung đàm lộ tự hỏi bản thân có đáng hay không? Tuyệt nhiên là không, anh ta đổ hết một tội lỗi lên đầu Hàn Thuấn. Trong cùng một ngày hai lần bị nhận sỉ nhục khiến anh ta có suy nghĩ không muốn sống nữa, nhưng nghĩ tới Hàn Tuấn vẫn nhởn nhơ sống vui thì anh ta không tài nào có thể chết được, nhất định phải khiến cho cậu ta phải trả giá dù có bằng, đồng quy vô tận. chương 67, Văn Hoác ngồi trong văn phòng, trông anh ta vô cùng mệt mỏi, đợt này lượng thuốc anh ta hút ngày càng tăng nhiều. Diệp Nghi mang một sách cà phê đặt lên bàn rồi rời đi về bàn làm việc, hai tuần rồi cô ta mới dám đi làm lại. Sau ngày hôm đó ở bến cảng, cô ta cứ nghĩ rằng Văn Hoác thật sự coi trọng cô ta nên cảm thấy vô cùng đắc ý. Thế nhưng hai ngày cô ta nằm viện Văn Hoác không hề một lần tới thăm. Diệp Nghi biết do bản thân có phần giống với người cũ của anh nên Văn Hoác mới cho cô ta ở bên cạnh. Từ hôm đấy trở về, cuộc sống của cô ta liên tục gặp khó khăn, thậm chí có người gọi điện dọa giết hay có trộm lèn vào nhà phá tung đồ đạc lên khiến cô ta lo lắng tới dụng một đống tóc bởi vì an toàn của mình nên cô ta xin Văn Hoác cho mình sống tạm ở Văn Gia. Văn Hoác không suy nghĩ mà lập tức đồng ý khiến cô ta vui mừng không thôi, nhưng Diệp Nghi lại không ngờ rằng bản thân tự chui đầu vào hang cọp. Hai tuần trước cô ta trên đường đi mua đồ về thì bị một đám du côn vây đánh, cả gương mặt sưng vù, mãi hai tuần mới có thể lành lại mà đi làm và dám lộ mặt ra với người khác. Vậy mà Văn Hoác không cho cô ta báo cảnh sát khiến Diệp Nghi tức giận mà chẳng thể làm gì được. Cô ta ở lại văn ra được một thời gian thì phát hiện ra một căn phòng có dán đầy ảnh của một cô gái rất xinh xắn và tươi tắn khá giống cô ta. Xem ra đó chính là tình đầu của văn hoác. Cô ta nổi cơn ghen ghét nhưng không thể làm gì được, cũng không dám động linh tinh vào đồ đạc ở đây. Diệp Nghi được quản gia phân vào dãy phòng cho khách, mà còn chỉ là phòng vách. Cô ta muốn ở vào căn phòng chính giữa kia nhưng quản gia không cho. Hỏi người làm thì mới biết căn phòng đó là nơi ở trước kia của kỳ mộng nhiên. Văn Hoác ra lệnh không ai được xê dịch một chút nào căn phòng đó dù là một sợi tóc cho nên Diệp Nghi chỉ có thể ở tạm ở căn phòng cách vách nhỏ hơn. Cô ta vô cùng ghen ghét điều đó. Diệp Nghi mới chỉ ở lại đây được một tháng nhưng cũng đủ lâu để nhận ra Văn Gia rất kỳ quái. Thường hay có những người trông rất đáng sợ tới đây, trông giống như xã hội đen, đến cả vệ sĩ ở đây cũng trông rất hung bạo khiến cô ta không dám to tiếng một lời. Cô ta không biết rằng những người vệ sĩ đó đều thân quen với kỳ mộng nhiên cho nên rất ghét sự hiện diện của cô ta ở đây, mỗi khi lướt qua đều sẽ cho cô ta thấy bộ mặt không thân tiện cho lắm. Quay lại lúc này tại văn phòng bỗng có một người đi vào, anh ta liếc cũng chả thèm liếc Diệp Nghi, tỏ ý coi thường khiến cô ta tức giận. Anh đến có việc gì? Có hẹn trước không? Nếu không có hẹn trước thì mời về cho. Người đàn ông kia như nghe được chuyện hài thế kỷ mà cười lớn, ông đây đã đi theo ông chủ được 7 năm, so ra cô còn là con nhóc ở đâu tới đây anh dẫu sao không có tôi quét thẻ anh cũng không vào được phải không nhỉ người đàn ông kia cười khinh dùng chiếc nhẫn đặc biệt trên ngón tay quét qua máy quét cánh cửa lập tức bật mở ra đó là quyền lợi của nhóm ba thủ lĩnh dưới trướng văn hoác một trong số đó trước kia là kỳ mộng nhiên diệp nghi trơ mắt nhìn tấm thẻ trong tay mà bản thân đang côi côi trước mặt mà khó hiểu cô ta cũng chỉ là thẻ được cấp quyền mỗi khi quét sẽ thông báo tới văn tổng được anh chấp thuận thì mới được vào, còn người đàn ông kia liền có thể trực tiếp đi vào trong khiến cô ta cảm thấy tức càng thêm tức, cũng chỉ có thể đá chân vào bàn xả giận. Dẫu sao đã loại bỏ được trở ngại lớn nhất là kỳ mộng nhiên rồi nên cô ta chỉ cần một chút thủ đoạn hẳn là không quá khó nắm giữ được văn hoác. Dựa vào cái gì ư, chính là khuôn mặt có bảy phần giống với tình đầu của anh ấy. Văn hoác thấy người tới là tô nam thanh thì bất ngờ, có chuyện gì mà cậu phải chạy tới tận đây. Tô Nam Thanh tươi cười vui vẻ rất tự nhiên mà ngồi lên ghế sofa. Có tin vui cho anh, anh đã xem chương trình tuyển chọn nổi tiếng gần đây chưa? Văn Hoắc nhíu mày uống một ngụm cà phê. Đã ba ngày rồi anh ta không ngủ được chút nào, hễ cứ nằm ngủ thì sẽ mơ thấy lại viễn cảnh ngày hôm đó ở bến cảng khiến anh ta tỉnh dậy là trở nên điên cuồng. Tôi bảo cậu đi điều tra nhiệm vụ, cậu lại xem chương trình vớ vẩn gì gì đó. Nghe thấy Văn Hoắc muốn nổi giận thì Tô Nam Thanh lập tức cười hề hề kêu anh bình tĩnh lại đừng đừng nghe xong anh nhất định sẽ vui văn hoắc vẫn nhíu mày nhưng ngồi im chờ đợi tô nam thanh mở ra đoạn video muốn cho anh xem trong đoạn video là hình ảnh kỳ phong đang gọi điện thoại gọi người kia là chị gái mà giọng nói kia chính là giọng nói mà anh ta nhớ nhung bao ngày nay nhưng cô không phải đã chết rồi sao thằng nhóc này giấu kỹ thật nó biết cô ấy còn sống nhưng lại không nói gì với chúng ta tô nam thanh cảm thán không phải anh ta thích hóng chuyện lại rảnh rỗi xem chương trình này thì chắc hẳn bọn họ sẽ không bao giờ phát hiện mất. Văn Hoa cầm lấy máy tỉnh bảng để sát lại xem thật kỹ, còn bật tiếng thật to để nghe giọng nói kia có đúng thật là kỳ mộng nhiên hay không. Văn Hoa mặt như sáng rỡ, mắt anh ta đỏ lên, hai tay nắm chặt, cô ấy còn sống, cô ấy còn sống, hiện giờ cô ấy đang ở đâu. Em không biết, em cho người dò la bên kỳ ra nhưng không thu được gì, nếu bọn họ thật sự biết chị ấy còn sống thì hẳn sẽ không dừng dưng như vậy, hoặc là do bọn họ giấu quá kín, nếu là vế thứ hai thì có phải là do chị ấy không muốn gặp lại chúng ta không? Văn Hoắc không quan tâm tới vấn đề đó, dù là thế nào thì tôi cũng phải tìm ra cô ấy, cô ấy yêu tôi như vậy, nhất định là đang giận dỗi chờ tôi tới dỗ dành mà thôi, nói rồi anh ta lập tức rời đi khỏi văn phòng. Tô Nam Thanh không nói gì, anh ta có nghe kể về vụ việc ngày hôm đó, anh ta cũng biết chuyện giữa hai người họ, nếu đặt bản thân vào tình huống của kỳ mộng nhiên thì anh ta cũng sẽ lựa chọn muốn cắt đứt tất cả mà thôi. Chỉ là có một người nhận ra quá muộn màng khiến cho một người khác chịu quá nhiều đau khổ, một người giả vờ chết còn một người thì cố chấp điên cuồng. Hai, mấy chuyện yêu đương này tôi đúng là không hiểu được, mấy người cứ lằng nhằng quá, độc thân như tôi này là tốt rồi, chả phải lo nghĩ gì, yêu làm chi cho mệt đầu vậy. chương 67, Văn Hoác ngồi trong văn phòng, trông anh ta vô cùng mệt mỏi, đợt này lượng thuốc anh ta hút ngày càng tăng nhiều. Diệp Nghi mang một sách cà phê đặt lên bàn rồi rời đi về bàn làm việc, hai tuần rồi cô ta mới dám đi làm lại. Sau ngày hôm đó ở bến cảng, cô ta cứ nghĩ rằng Văn Hoác thật sự coi trọng cô ta nên cảm thấy vô cùng đắc ý, thế nhưng hai ngày cô ta nằm viện Văn Hoác không hề một lần tới thăm. Diệp Nghi biết do bản thân có phần giống với người cũ của anh nên Văn Hoác mới cho cô ta ở bên cạnh từ hôm đấy trở về cuộc sống của cô ta liên tục gặp khó khăn thậm chí có người gọi điện dọa giết hay có trộm lẻn vào nhà phá tung đồ đạc lên khiến cô ta lo lắng tới dụng một đống tóc bởi vì an toàn của mình nên cô ta xin văn hoác cho mình sống tạm ở văn gia văn hoác không suy nghĩ mà lập tức đồng ý khiến cô ta vui mừng không thôi nhưng diệp nghi lại không ngờ rằng bản thân tự chui đầu vào hang cọp hai tuần trước cô ta trên đường đi mua đồ về thì bị một đám du côn vây đánh cả gương mặt sưng vù mãi hai tuần mới có thể lành lại mà đi làm và dám lộ mặt ra với người khác. Vậy mà Văn Hoác không cho cô ta báo cảnh sát khiến Diệp Nghi tức giận mà chẳng thể làm gì được. Cô ta ở lại Văn ra được một thời gian thì phát hiện ra một căn phòng có dán đầy ảnh của một cô gái rất xinh xắn và tươi tắn khá giống cô ta. Xem ra đó chính là tình đầu của Văn Hoác. Cô ta nổi cơn ghen ghét nhưng không thể làm gì được, cũng không dám động linh tinh vào đồ đạc ở đây. Diệp Nghi được quản gia phân vào dãy phòng cho khách mà còn chỉ là phòng vách cô ta muốn ở vào căn phòng chính giữa kia nhưng quản gia không cho hỏi người làm thì mới biết căn phòng đó là nơi ở trước kia của kỳ mộng nhiên văn hoác ra lệnh không ai được xê dịch một chút nào căn phòng đó dù là một sợi tóc cho nên diệp nghi chỉ có thể ở tạm ở căn phòng cách vách nhỏ hơn cô ta vô cùng ghen ghét điều đó diệp nghi mới chỉ ở lại đây được một tháng nhưng cũng đủ lâu để nhận ra văn gia rất kỳ quái thường hay có những người trông rất đáng sợ tới đây trông giống như xã hội đen đến cả vệ sĩ ở đây cũng trông rất hung bạo khiến cô ta không dám to tiếng một lời. Cô ta không biết rằng những người vệ sĩ đó đều thân quen với kỳ mộng nhiên cho nên rất ghét sự hiện diện của cô ta ở đây, mỗi khi lướt qua đều sẽ cho cô ta thấy bộ mặt không thân thiện cho lắm. Quay lại lúc này tại văn phòng bỗng có một người đi vào, anh ta liếc cũng chả thèm liếc diệp nghi, tỏ ý coi thường khiến cô ta tức giận. Anh đến có việc gì? Có hẹn trước không? Nếu không có hẹn trước thì mời về cho. Người đàn ông kia như nghe được chuyện hài thế kỷ mà cười lớn, ông đây đã đi theo ông chủ được 7 năm, so ra, cô còn là con nhóc ở đâu tới đây? Anh, dẫu sao không có tôi quét thẻ anh cũng không vào được. Phải không nhỉ, người đàn ông kia cười khinh, dùng chiếc nhẫn đặc biệt trên ngón tay quét qua máy quét, cánh cửa lập tức bật mở ra, đó là quyền lợi của nhóm ba thủ lĩnh dưới trướng văn hoác, một trong số đó trước kia là kỳ mộng nhiên. Diệp Nghi chờ mắt nhìn tấm thẻ trong tay mà bản thân đang côi côi trước mặt mà khó hiểu, cô ta cũng chỉ là thẻ được cấp quyền, mỗi khi quét sẽ thông báo tới văn tổng, được anh chấp thuận thì mới được vào, còn người đàn ông kia liền có thể trực tiếp đi vào trong khiến cô ta cảm thấy tức càng thêm tức, cũng chỉ có thể đá chân vào bàn xả giận. Dẫu sao đã loại bỏ được trở ngại lớn nhất là kỳ mộng nhiên rồi nên cô ta chỉ cần một chút thủ đoạn hẳn là không quá khó nắm giữ được văn hoác. Dựa vào cái gì ư? chính là khuôn mặt có bảy phần giống với tình đầu của anh ấy. Văn Hoác thấy người tới là Tô Nam Thanh thì bất ngờ, có chuyện gì mà cậu phải chạy tới tận đây? Tô Nam Thanh tươi cười vui vẻ rất tự nhiên mà ngồi lên ghế sofa, có tin vui cho anh, anh đã xem chương trình tuyển chọn nổi tiếng gần đây chưa? Văn Hoác nhíu mày uống một ngụm cà phê, đã ba ngày rồi anh ta không ngủ được chút nào, hễ cứ nằm ngủ thì sẽ mơ thấy lại viễn cảnh ngày hôm đó ở bến cảng khiến anh ta tỉnh dậy là trở nên điên cuồng, Tôi bảo cậu đi điều tra nhiệm vụ, cậu lại xem chương trình vớ vẩn gì gì đó." Nghe thấy Văn Hoắc muốn nổi giận thì Tô Nam Thanh lập tức cười hề hề kêu anh bình tĩnh lại, "Đừng, đừng, nghe xong anh nhất định sẽ vui." Văn Hoắc vẫn nhíu mày, nhưng ngồi im chờ đợi Tô Nam Thanh mở ra đoạn video muốn cho anh xem. Trong đoạn video là hình ảnh Kỳ Phong đang gọi điện thoại gọi người kia là chị gái, mà giọng nói kia chính là giọng nói mà anh ta nhớ nhung bao ngày nay, nhưng cô không phải đã chết rồi sao?" thằng nhóc này giấu kỹ thật, nó biết cô ấy còn sống nhưng lại không nói gì với chúng ta, Tô Nam Thanh cảm thán, không phải anh ta thích hóng chuyện, lại rảnh rỗi xem chương trình này thì chắc hẳn bọn họ sẽ không bao giờ phát hiện mất. Văn Hoa cầm lấy máy tỉnh bảng để sát lại xem thật kỹ, còn bật tiếng thật to để nghe giọng nói kia có đúng thật là kỳ mộng nhiên hay không. Văn Hoa mặt như sáng rỡ, mắt anh ta đỏ lên, hai tay nắm chặt, cô ấy còn sống, cô ấy còn sống, hiện giờ cô ấy đang ở đâu em không biết, em cho người dò la bên kỳ ra nhưng không thu được gì, nếu bọn họ thật sự biết chị ấy còn sống thì hẳn sẽ không dừng dưng như vậy, hoặc là do bọn họ giấu quá kín, nếu là vế thứ hai thì có phải là do chị ấy không muốn gặp lại chúng ta không? Văn Hoắc không quan tâm tới vấn đề đó, dù là thế nào thì tôi cũng phải tìm ra cô ấy, cô ấy yêu tôi như vậy, nhất định là đang giận dỗi chờ tôi tới dỗ dành mà thôi, nói rồi anh ta lập tức rời đi khỏi văn phòng. Tô Nam Thanh không nói gì, anh ta có nghe kể về vụ việc ngày hôm đó anh ta cũng biết chuyện giữa hai người họ nếu đặt bản thân vào tình huống của kỳ mộng nhiên thì anh ta cũng sẽ lựa chọn muốn cắt đứt tất cả mà thôi chỉ là có một người nhận ra quá muộn màng khiến cho một người khác chịu quá nhiều đau khổ một người giả vờ chết còn một người thì cố chấp điên cuồng hai mấy chuyện yêu đương này tôi đúng là không hiểu được mấy người cứ lằng nhằng quá độc thân như tôi này là tốt rồi chả phải lo nghĩ gì yêu làm chi cho mệt đầu vậy Chương 68, công ty có một số vấn đề cần thẩm Kỳ trở về để xử lý nên anh phải tranh thủ ngồi máy bay trở về thành phố B. Lúc này đã gần trưa nhưng vẫn chưa thấy Thẩm Quân trở về. Bình thường Thẩm Kỳ sẽ không quản chuyện của đứa em trai này, dù sao cũng đều là người trưởng thành rồi, đều có những điều cá nhân, có điều anh có một linh cảm xấu. Thẩm Kỳ gọi cho Thẩm Quân vẫn không thấy nghe máy nên hơi sốt ruột nghĩ đi nghĩ lại với thân thủ của thẩm quân hẳn là không có ai có thể ra tay với em trai anh thì mới tạm thời cho qua thẩm kỳ xử lý công việc nhanh chóng rồi trở về nhà thẩm cũ lấy một ít đồ thấy có một chiếc xe lạ đỗ ngay trước cổng nhà thì khó hiểu dừng xe cách đó một đoạn ngay sau đó anh thấy thẩm quân bị một người đàn ông cao lớn dìu xuống xe trông giống như đã bị thương không nhẹ anh vội vàng đi xuống chạy tới đỡ một bên thẩm quân hỏi han sự xuất hiện của anh làm cho hai người kia giật hết cả mình sao lại bị thương, thẩm quân lúng túng giả vờ đứng thẳng lên, nào có, em làm sao lại bị thương được. Thẩm kỳ âm thầm đánh giá, nếu không em tự đi vào nhà đi. Thẩm quân khẽ tròn mắt, cố nhịn bước mấy bước nhưng đau tới nhân cả mặt, anh lén chừng cái người đã gây ra cái tội nhiệt này. Kỳ gia phóng lập tức giúp vợ mình giải vây, là thế này thẩm tổng, hôm qua em ấy uống say đi cầu thang bị trượt chân ngã dập mông mấy chục cái. Tôi vô tình phát hiện ra nên đưa em ấy về dưỡng thương, em ấy xấu hổ nên mới không nói thẳng với anh thẩm quân nghe xong thì cạn lời nhưng vẫn gật đầu tỏ vẻ đúng vậy thà như vậy còn hơn là để anh cả biết cái chuyện kia thẩm kỳ nhíu mày trên đầu như hiện lên dấu ba chấm anh nhìn đứa em trai đã lên hàm tướng trong quân đội mặc dù lý do rất khó tin nhưng anh vẫn tạm thời chấp nhận bắt tay với kỳ gia phóng cảm ơn anh đã chăm sóc cho em trai tôi mời anh vào nhà uống nước Kỳ vô liêm xì ra phóng lập tức cười nụ cười ngoại giao tiêu chuẩn đồng ý. Anh chủ động đi tới đỡ thẩm quân khiến thẩm kỳ cảm thấy khó tin mà nổi lên nghi ngờ. Anh nghe nói vị thượng tướng này nổi tiếng là rất nghiêm túc và khó gần, coi như em trai anh là cấp dưới của anh ta thì cũng không tới mức thân mật như vậy chứ. Chưa kể tuổi tác của kỳ gia phóng với thẩm quân cũng cách nhau những 10 tuổi, thẩm kỳ cũng là người đàn ông có xu hướng đó nên chỉ cần nhìn ánh mắt của gã kia đã biết anh ta có ý với em trai anh nếu thật sự là cái kia chẳng khác gì châu già gặm cỏ non. Thẩm kỳ vừa đi vừa nghĩ, trả bù cho anh và bé con hợp đôi như vậy, nhưng anh chợt nhận ra bé con vừa tròn 18 tuổi, anh qua lần sinh nhật lần trước thì anh cũng đã 28, so ra cũng trả hơn trả kém hơn là bao. Nhưng bản thân làm sao sẽ là châu già gặm cỏ non, ít nhất anh còn trẻ hơn tên kia tới 7 tuổi. Vừa vào tới nhà, thẩm quân bị đỡ tới sofa ngồi nghỉ, thẩm kỳ thì tự mình đi lấy nước tới mời khách sau khi cả ba người ngồi vào bàn thì không khí trở nên im lặng không một tiếng động rất gượng gạo thẩm kỳ vừa nâng ly nước lên uống nói hai người khai thật ra nếu không thì đừng trách thẩm quân mím môi hạ thấp sự tồn tại kỳ ra phóng nở nụ cười tiêu chuẩn đáp ánh mắt của thẩm tổng thật cao cường hai người chúng tôi thật ra đúng là đã là một đôi thẩm quân em ấy còn đã đồng ý gả cho tôi thẩm kỳ bị sặc nước anh nén cơn ho lại anh đã đoán được hai người này có thể là tầm quan hệ đó, nhưng không ngờ em trai mình lại bị lừa bán nhanh như vậy. Từ khi nào? Kỳ ra phóng đáp, sáng nay. Thẩm kỳ liếc nhìn thẩm quân. Hai anh em bọn họ đều là người cơ chí nhưng năm xưa cha lại chỉ chọn thẩm kỳ làm người thừa kế không phải bởi vì anh là anh cả mà là anh có tính cách quyết tuyệt, ít bị cảm xúc chi phối. Còn thẩm quân mặc dù năng lực rất tốt nhưng lại là một tên ngốc trong chuyện tình cảm, rất dễ bị người khác chi phối cho nên sau này mới đưa vào quân đội để rèn luyện vậy mà luyện ra một thân cơ bắp còn phần kia cũng không khá hơn là bao, thậm chí giờ thì trong một đêm đã bị người khác lừa bán rồi. Thẩm kỳ thẳng thường đáp, tôi không đồng ý, rồi anh quay ra hỏi thẩm quân, em tự hỏi bản thân xem có thực sự yêu anh ta hay không, đừng vì mấy lời dụ dỗ mà bán mình đi như vậy. Thẩm quân nghe vậy thì như tỉnh ngộ ra, quả là anh cả vẫn là đỉnh nhất, nhưng thẩm quân chưa từng yêu nên không biết bản thân có yêu kỳ gia phóng hay không, em không biết yêu là như thế nào, trước kia em rất tôn sùng anh ấy vì anh ấy là một cấp trên rất yếu tố muốn được làm quen chính là cũng muốn tiếp xúc với anh ấy thẩm kỳ nhíu mày khi tiếp xúc thì tim có đập nhanh không thẩm quân nghĩ nghĩ rồi gật đầu thẩm kỳ thấy vậy thì lấy tay vuốt mặt thôi rồi kỳ ra phóng nghe vậy thì khẽ cười sau đó bị thẩm quân nhìn thấy liền đá chân anh ta một cái thẩm kỳ nghĩ một lúc thì ra quyết định chuyện kết hôn anh chắc chắn là không thể đồng ý nhưng hai người có thể qua lại với nhau, đều là người lớn rồi nên chuyện em yêu ai anh sẽ không ngăn cản, còn có thể kết hôn hay không còn phải xem thái độ của anh ta. Kỳ gia phóng vui mừng, anh vợ, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ biểu hiện thật tốt. Thẩm kỳ không nghĩ tới người nghiêm túc như kỳ gia phóng cũng có một loại bộ mặt này, ai là anh vợ của anh, thượng tướng vẫn là nên biểu hiện cho tốt rồi hãng nói những lời này bao năm nay thẩm quân vẫn luôn một thân một mình nên thẩm kỳ cũng thay cha mẹ đã mất lo lắng chuyện chung thân của em trai không biết có thể đến được với nhau hay không nhưng ít nhất bây giờ có người chịu ở bên và đối xử tốt với em trai anh là an tâm một phần rồi chưa kể phần lớn thời gian thẩm quân sẽ ở trong quân doanh khó tránh sẽ tiếp xúc với kỳ gia phóng anh cũng không thể cản được thì đành thử xem sao biết đâu thẩm quân thực sự sẽ hạnh phúc riêng ý nghĩ này của anh thì giống y hệt với kỳ lão gia tử bên kia khác ở chỗ ông ấy đã nhanh tay bắt đầu chuẩn bị xính lễ luôn rồi. Thẩm quân cảm thấy bao công sức gây dựng hình tượng trai thẳng của mình cứ như vậy bị bẻ cong, anh cả thậm chí còn không ngạc nhiên mà còn phát hiện ra mờ ám giữa mình và kỳ gia phóng nên cảm thấy rất vi diệu. Rõ là ngày hôm qua anh ta vẫn còn là một thằng nam đấy, dù có là cái kia thì cũng cho là bản thân sẽ là một, không ngờ lại trở thành không, nghĩ đi nghĩ lại cũng còn sớm, không bằng tìm cách lật kèo. Chưa từng trải qua thì thôi, sau khi được kỳ gia phóng chăm sóc một buổi sáng nay thì thẩm quân chợt nhớ tới hành động mở ám giữa anh cả và thầm mặc thầm đánh giá có khi nào hai người đó cũng là như vậy hay không ngay buổi chiều hôm đó thầm kỳ lại nhanh chóng lên máy bay quay lại chỗ chương trình phần khách mời của anh đã kết thúc nhưng anh vẫn còn một tầng thân phận là nhà tài trợ nên không ngại mà tự do ra ngoài nơi đó bởi thẩm kỳ đã đi nên thẩm quân lại bị kỳ gia phóng dụ dỗ theo anh ta về biệt thự kia Lấy lý do là vì thẩm quân còn bị thương nên cần anh ta chăm sóc, còn có bồi dưỡng tình cảm. Chương 69, bởi vì nhóm thí sinh vòng này giảm nhiều, chỉ còn mỗi năm nhóm biểu diễn nên chương trình cũng nhanh chóng hoàn thành bản chỉnh sửa hơn. Sau khi bản chính thức được đăng lên thì chương trình cũng trở nên hot hơn bao giờ hết không chỉ vì liên quan đến những màn biểu diễn tuyệt vời mà còn vì Dreamer trên mạng ngày hôm trước với nhân vật chính là Thẩm Mặc và Thẩm Kỳ đã gây ra sóng gió rất lớn cũng như thu hút rất người người qua đường tới hóng. Màn biểu diễn của nhóm Thẩm Mặc, Thẩm Hà và Thẩm Kỳ đã đạt kỷ lục số lượt xem của chương trình trong suốt từ mùa 1 tới giờ. Màn biểu diễn này đỉnh thật, đoạn hí kia làm tôi nổi cả da gà. Hà ca của tôi cuối cùng được thể hiện màn múa đương đại sở trường rồi, a à lúc thẩm tổng lật khăn che mặt của thẩm mặc khiến tôi rưng rưng tại sao bọn họ thành hôn mà người rung động lại là tôi tôi xem đi xem lại đoạn nhất bái tiên địa kia quá tuyệt vời bé mặc mặc trang phục tân nương xinh đẹp tuyệt vời thẩm tổng thì ra cũng biết diễn xuất nhìn ánh mắt của anh ấy mà tôi cảm giác như bị hút vào hai người này quá đẹp đôi ngay bên dưới bình luận này có một câu trả lời đám fan cp kỳ mặc bớt bớt lại hai người họ là anh em có được hay không Đừng có mù quáng nữa. Cả nhà tôi đều là fan của bé Mặc, bố mẹ tôi cũng ước có một đứa con trai đáng yêu như vậy, tôi thành con ghẻ mất rồi. Có một người bình luận, mau đi bình chọn cho bé Mặc lên hạng nhất nào. Fan của Thẩm Hà thấy câu này thì nhảy vào gây chiến, gì cơ? Hạng nhất, các người mơ đi, chị em đâu mau vào bình chọn cho Hà ca. Giữa trận chiến đang hăng thì một bình luận nhảy vào nhận được rất nhiều tim cơ mà làm sao để bình chọn cho thầm tổng vậy bà con đoạn ngắt này làm cho cuộc chiến kia trông có vẻ buồn cười ha 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 tôi cũng muốn bình chọn cho thầm tổng ra mắt nè nỗi oan được giải nên thầm mặc trở thành một người khiến có mọi người có ấn tượng rất tốt nhất là sau màn giải vây của bạn học cùng lớp khiến ai cũng cảm thấy vô cùng cảm động phải là một người như nào mới có thể khiến cho nhiều người vì mình mà lên tiếng như vậy trong ký túc xá thầm mặc và thầm hà được đạo diễn gọi tới phòng để nói cho hai cậu về vụ việc này. Do không được sử dụng điện thoại nên các thí sinh đều không biết bên ngoài đã xảy ra việc gì. Bởi vì vụ việc này khá lớn nên đạo diễn mới muốn cho thầm mặc biết để tránh làm ra những điều gây ảnh hưởng khác cho chương trình. Thầm mặc ngạc nhiên, mọi người đều biết cháu là em trai của anh ấy rồi à? Đạo diễn Vương gật đầu, bọn họ cũng suy ra cậu và Tiểu Hà cũng là anh em rồi, thậm chí còn có tin đồn quan hệ giữa hai người rất bất hòa nên sắp tới đây hai cậu chịu khó tương tác với nhau nhiều một chút. Chúng ta sẽ chiếu lên phân đoạn đó vào phần nhật ký ký túc xá tuần này, nói chung vừa tốt cho hai người, lại tránh gây ra những tiếng xấu cho chương trình. Thẩm mặc nhìn sang thẩm hà thấy cậu ta đang trầm mặc, riêng cậu thì cảm thấy chuyện này không vấn đề gì, cậu chỉ ngạc nhiên bản thân ngủ một giấc dậy vậy mà bên ngoài đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, thậm chí còn chưa tin lắm, cảm thấy chuyện này không có thật. Thẩm Hà trầm mặc một lúc thì cũng đồng ý, cậu ta cảm thấy thử thân cận với Thẩm Mặc cũng không tệ, coi như một lần cơ hội để hiểu hơn về Thẩm Mặc, sau này bọn họ cũng không thể mãi tránh mặt nhau được. Vậy nên vào ngày hôm sau chương trình tổ chức một phần quay đặc biệt trước ngày công bố kết quả loại trừ. Mới 3 giờ sáng, khi các thí sinh đều còn đang say ngủ thì chương trình mở loa báo cháy khắp ký túc xá khiến tất cả thí sinh đều hốt hoảng chạy xuống sảnh tầng 1 có người còn cố chấp không rời giường liền bị bạn cùng phòng kéo lết dưới sàn trông rất buồn cười. Phòng ký túc 09, quân hoàng và kỳ phong gần như là cùng lúc bị tỉnh dậy ngay những tiếng chuông đầu tiên vang lên. Thẩm mặc bị hai người kia lay tỉnh, cậu còn chưa kịp định hình chuyện gì, vẫn còn đang ngáp thì đã bị hai người anh em kết nghĩa một trước một sau nhấc bổng cậu lên chạy ra ngoài với nguyên tư thế nằm trên giường. Thẩm mặc bị nâng lên đột ngột mà giật mình tỉnh cả ngủ, cậu vội hỏi hai người làm gì vậy thả em xuống. Kỳ Phong thờ hồng hộp nói, chuồng báo cháy kêu rồi, đợi cậu tỉnh táo lại thì đã không thoát được rồi. Nói rồi hai người cũng chịu thả thầm mặc xuống rồi cùng nhau chạy xuống sảnh tầng một, một hồi sau cũng có rất nhiều thí sinh khác cũng lao xuống bằng cả sinh mạng, vừa chạy vừa la hét. Khi nhóm thầm mặc chạy xuống đầu tiên thì nhìn thấy một đống máy quay và nhân viên chương trình đang tập trung lại mà cười lăn lộn thì đã biết bọn họ bị chơi một vố rồi. Rất nhanh các thí sinh khác cũng có biểu cảm tương tự, bọn họ đều trong trạng thái rất hỗn loạn, đầu tóc thì lộn xộn, quần áo sộc sạch, thậm chí có người còn mặc quần đùi hoa hoặc là cái bịt mắt vẫn còn treo trên đầu mà ngơ ngác. Tổ chương trình thấy đã đông đủ thì thông báo cho các thí sinh lập tức đi lên xe của chương trình đến một nơi bí mật. Các thí sinh đều kháng nghị nhưng không có tác dụng gì, chớ trêu là bọn họ còn chưa đánh răng rửa mặt gì cả may mắn là khi lên xe bọn họ vẫn được ngủ thêm một lát vì xe phải di chuyển hết một tiếng đồng hồ khi tới nơi thì trời vẫn còn sầm tối địa điểm xuống xe là bên bãi biển các thí sinh nhìn thấy biển thì cơn buồn ngủ đều tan biến lập tức lao ra cơn sóng chơi đùa một hồi thẩm mặc rất ít khi đi biển lần duy nhất cậu đi là cùng với thẩm kỳ nên thành ra hễ nhìn thấy biển thì cậu sẽ lại nhớ đến anh qua một hồi thì các thí sinh bị tập hợp lại MC chương trình tuyên bố cuộc thi tốc độ năm nay xin được phép bắt đầu. Các thí sinh phải xuất phát từ đây đi tới ngọn hải đăng phía trên mỏm đá kia trước khi mặt trời mọc, tới nơi mọi người sẽ có một món quà bất ngờ, 10 người tới nơi đầu tiên sẽ có một phần thưởng vô cùng thú vị. Các thí sinh đều vừa mệt vừa đói, kêu la thảm thiết nhưng nói tới thi đấu và phần thưởng thì bọn họ đều hứng chí bừng bừng lên. Tuy nhiên, các thí sinh sẽ được chưa theo đội, 5 người một đội. Tính theo vị trí top 1 của lần xếp hạng trước tới top 5 sẽ là một đội, cứ như vậy tính tiếp, thí sinh số 31 sẽ gia nhập vào nhóm thí sinh từ 25 tới 30 lập thành nhóm 6 người duy nhất. Thẩm Mặc nhìn sang Thẩm Hà, có lẽ đây chính là cái mà đạo diễn nói tới muốn cho cậu và Thẩm Hà tương tác với nhau nhiều hơn, nhưng nói như vậy thì Kỳ Phong và Quân Hoàng cũng sẽ cùng một nhóm với cậu. Thẩm Mặc cũng muốn thử thân cận với Thẩm Hà, nhưng ám ảnh hồi nhỏ khiến cậu luôn tự động tránh khỏi cậu ta lần này coi như cho bản thân một cơ hội để mở lòng, nếu cậu ở cùng với thẩm kỳ, vậy thì không thể cứ mãi tiếp diễn mối quan hệ gượng gạo như vậy được, cậu không muốn vì mình mà khiến cho anh em hai người họ xa cách. chương 70, các thành viên trong nhóm tập hợp lại, gồm có thẩm mặc, thẩm hà, kỳ phong. Quân Hoàng và Thí Sính đứng top hai tên là hàm sở sở mà Thẩm Mặc chưa từng hợp tác qua, nhưng anh ta từng hợp tác với Thẩm Hà một lần ở lần công diễn đầu tiên rồi nên có vẻ dễ nói chuyện với Thẩm Hà hơn. Chưa kể việc anh ta đứng top 2 đã gây ra nhiều dị nghị khiến cho hàm sở sở sinh ra sự khó chịu với mấy người ở ký túc xá 09. Mọi người cho rằng anh ta mua chuộc nhà sản xuất, tuy đúng là vậy nhưng đó là điều rất hiển nhiên ở chương trình kiểu này rồi. Cũng không phải mỗi mình anh ta làm như vậy, nhưng chỉ vì anh ta bỏ nhiều tiền hơn để có top cao hơn mà bị nói rằng thực lực không xứng đáng. Tuy trong lòng tỏ ý ghét bỏ nhưng trước mặt anh ta vẫn tỏ vẻ hòa nhã vì biết được thầm mặc cũng là con cháu nhà họ thầm những chương trình kiểu này có tác dụng gây độ hot và đánh bóng tên tuổi cho những người mới ra mắt công chúng, dù sao hợp đồng nhóm nhạc nam ra mắt cũng chỉ có một năm, sau đó sự nghiệp của ai người đó làm chủ, chỉ vài tháng tham gia chương trình cũng hơn việc bọn họ đi hát mấy năm rồi, vậy nên có nhiều người mới đâm đầu vào bỏ tiền để được ra mắt như vậy. Bốn người còn lại đều quen biết nhau nên chỉ có mình hàm sở sở hơi lạc lõng đi theo. Thẩm mặc bị hai người kỳ phong và quân hoàng kẹp ở giữa. Ở chặng đầu bọn họ vừa đi vừa tám chuyện, thẩm mặc cũng nhớ lời đạo diễn nên dùng đầu óc chậm chạp của mình suy nghĩ ra đề tài chung với thẩm hà. Kỳ Phong cùng quân hoàng nói chuyện rất hợp nhau, gần như là đề tài mà ba người còn lại không thể hiểu được. Thẩm mặc tranh thủ tách ra với hai người họ đến gần chỗ của thẩm hà, lúc này cậu mới phát hiện thì ra thẩm hà không cao hơn cậu là bao, có lẽ là khoảng một đốt ngón tay trăng. Thẩm mặc nghĩ nghĩ rồi đưa tay lên đầu vò tóc một hồi cho nó bông lên, như vậy thì cậu trông sẽ không bị thấp hơn. Trước kia Thẩm Mặc nhớ tới mỗi khi nhìn thấy Thẩm Kỳ và Thẩm Quân cao lớn như vậy, cậu cũng mong ước sau này bản thân dậy thì xong cũng sẽ có thể cao lớn như thế và thật đàn ông, vậy mà không nghĩ tới từ năm lớp 10 cậu đã không còn cao lên nữa, dù cho ngày nào cũng cố chấp đứng trên thang đo thì cũng không cao lên được một chút nào, đã vậy chân tay còn nhỏ bé, da cũng trắng nõn như dừa non. Thẩm Mặc lúc đó cũng phải mất một thời gian để chấp nhận việc mình dậy thì thất bại chính là không hiểu sao đến như thầm hà cũng không khác cậu là bao cũng sẽ có lúc mọc ra dâu vậy mà bản thân cậu lại chưa bao giờ trải nghiệm qua cảm giác đó bao giờ lần trước khi cậu hỏi thầm kỳ tại sao dâu của đàn ông lại cứng anh nói do cạo nhiều nó sẽ cứng dần lên sau đó thầm mặc cũng lén lút dùng dao cạo dâu của thầm kỳ rồi cạo thử một chút đúng là có cạo ra được một chút lông tơ nhưng sau đó chỗ lông đó còn không mọc lại luôn thành ra mặt cậu giống như miếng ngọc vậy mượt mà mịn màng thẩm mặc đang không biết bắt chuyện với thẩm hà như thế nào thì thẩm hà lại quay sang hỏi dây dày của cậu tuột rồi kìa thẩm mặc ngơ ngác 5 giây mới nghe ra câu nói kia cậu vội cúi xuống nhìn đúng là dây dày tuột thật thẩm mặc thắt lại dây dày rồi đuổi theo bước chân của nhóm cậu lại gần thẩm hà rồi nói cảm ơn anh ba thẩm hà nghe lời cảm ơn cũng không cảm thấy gì cả một chuyện nhỏ mà thôi có điều lâu rồi mới nghe lại tiếng gọi anh ba kia mà trong đầu cậu ta đã tưởng tượng ra cảnh thầm mặc kết hôn cùng anh cả mà vẫn luôn miệng gọi cậu ta là anh ba liền dùng mình thật không dám không có gì đâu đi tiếp thôi bọn họ cùng nhau đi qua một bãi biển dài một km sau đó phải lên thuyền để đi ra vịnh hải đăng điều khó khăn là chương trình chỉ chuẩn bị hai chiếc thuyền nhỏ bọn họ sẽ phải tự trèo thuyền do số lượng có hạn nên nhóm nào đến trước thì sẽ được đi trước nhóm của thẩm mặc vừa đi vừa ngắm cảnh nên khi bọn họ tới điểm lên thuyền thì đã có hai đội khác đi trước rồi nhưng lạ là có tới ba người lại ở lại mà không lên thuyền thẩm mặc đi tới trên bục thông báo đọc dòng chữ trên đó dưới đây là tên của những thí sinh nằm ngoài top 27, các bạn có tên dưới đây sẽ phải dừng cuộc hành trình tại đây. Đọc xong trong đầu cậu chỉ có một ý niệm, chương trình quá tàn ác rồi, cho bọn họ một hy vọng ở cuối con đường rồi sau đó liền loại họ ngay trong trạng đầu tiên nhóm thí sinh bị loại đang cố kìm nén cảm xúc, bảo rằng bản thân vẫn ổn để mọi người an tâm đi tiếp trên con đường này. Một trong hai nhóm đầu tiên tới đây là nhóm của Di Chính Lang, bọn họ có 6 người, nếu là top 27 thì nhẽ ra phải có 4 người bị loại mới phải, vậy xem ra nhóm đó có 3 người được nâng hạng, còn một người còn lại chính là thuộc về nhóm đến ngay sau nhóm của Thẩm Mặc, một người trong số họ phải ở lại, cả nhóm chỉ còn lại 4 người mọi người đều đã biết cuộc hành trình của bọn họ có mục đích gì nên đều căng thẳng lên, thậm chí có người còn không muốn tiếp tục vì sợ tiếp theo sẽ đến lượt mình rời đi. Nhóm của thầm mặc là 5 người đứng đầu bảng xếp hạng nên không lo lắng cho lắm, 5 người bọn họ trèo thuyền chủ yếu dựa vào kỳ phong và quân hoàng, hai người này cứ luôn muốn thi đấu với nhau nên không để người khác thay phiên trèo hộ. Sức lực của hai người cũng rất lớn cho nên bọn họ thậm chí còn đuổi kịp một nhóm đi trước bị tụt lại do tay trèo yếu, bị sóng đánh cho quay ngược trở lại vậy nên hiện tại đã có một nhóm lên được bờ vịnh bên kia vừa lên được bờ thì thầm mặc đã ngửi thấy mùi thơm của bánh bao bốn người còn lại cũng vậy bọn họ dậy từ sớm mà tới giờ vẫn chưa được ăn gì nên bụng đều réo lên nhanh chóng chạy về phía trước trước mặt bọn họ là một con đường mòn dẫn lên mỏm đá chỗ ngọn hải đăng nhưng lại bị chặn lại bởi một quán ăn nhỏ mà chương trình mở ra ở đây bọn họ lại thấy được mấy thí sinh ở nhóm đến trước mặt đều xị ra ngoại trừ Di Chính Lang. Bên quán nhỏ có một bảng thông báo, dưới đây là tên của những thí sinh nằm ngoài top 20, các bạn có tên dưới đây sẽ phải dừng cuộc hành trình tại đây. Nhóm Di Chính Lang chỉ còn lại mỗi mình anh ta, những người khác bị loại thì buồn bã cũng có nhưng vẫn vui vẻ nói với máy quay, ít nhất tôi dừng lại ở tiệm ăn sẽ không bị đói, còn hơn bị bỏ lại ở bên bờ bên kia, vào được đến đây cũng rất vui mừng rồi, cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Có lẽ các thí sinh khác cũng chuẩn bị tinh thần rồi nên khi tới được nơi này, đọc được thông báo cũng không quá đau buồn nữa, bọn họ đều chúc cho chiến hữu của mình có thể tiếp tục đi tiếp vào vòng trong. Nhóm của Thẩm Mặc ăn mấy cái bánh bao rồi uống một ngụm sữa bò thì cảm thấy năng lượng đã quay lại, lập tức lại lên đường, Di Chính Lang chỉ còn lại một mình nên cũng không vội, anh ta đợi đội tới sau có người mình quen biết rồi cùng đi chung. Lúc nãy khi nhóm của Thẩm Mặc ăn sáng thì nhóm của Trình Thủy và Tân Hào cũng tới nhóm đó chỉ còn đúng hai người bọn họ cho nên lúc này cũng cùng đi theo với nhóm thầm mặc. So với năm người bọn họ thì thầm mặc khá lo cho hai cậu nhóc kia, lần trước hai người xếp thứ 19 và 20 mà lần này chương trình sẽ loại 31 thí sinh chỉ còn 15 người cho nên nếu hai cậu nhóc này không tăng hạng thì chạm kế tiếp người phải rời đi chính là bọn họ. Hai đứa nhóc đó vẫn cứ lạc quan và vui vẻ, nói rất nhiều khiến cho không khí cũng trở nên hài hòa hơn thẩm mặc suốt chặng đường cũng có nói chuyện với thẩm hà cảm thấy hình như cũng không tồi bọn họ hình như cũng có nhiều điểm tương đồng thực ra khi xưa ở trại trẻ mồ côi hai người cũng coi như là bạn thân vì cả hai cũng đều bị cô lập cho nên phải nương tựa lẫn nhau chỉ là sau này không hiểu sao thẩm hà lại khác đi không còn muốn chơi cùng cậu thẩm mặc nhớ tới năm xưa tác dụng của cậu khi mới về thẩm gia chính là để bồi chơi với thẩm hà sau khi thẩm hà không thèm để ý tới cậu nữa thì thẩm mặc liền như một người vô hình không ai để ý nếu cậu không chạy tới xin giúp đỡ trong nhà bếp thì có lẽ bọn họ cũng quên mất phần cơm cho cậu trông thì không xa nhưng con đường lên ngọn hải đang rất sốc nên bọn họ đều mỏi chân tới thở hắt ra dẫu sao cũng cùng nhau cố gắng người này dìu người kia cùng khoác vai nhau thì cuối cùng cũng lên được tới nơi thứ trước tiên đập vào mắt họ là một tập thư giày cùng bảng thông báo mỗi người tự mở ra bức thư ghi tên của mình người bị loại thì đứng sang một bên, còn người có thứ hạng thì bước lên bục theo số xếp hạng của mình. Thẩm mặc rất nhanh tìm ra bức thư của mình nhưng cậu không mở ra ngay, thực ra hôm qua khi đạo diễn gọi cậu cùng thẩm hà tới, sau khi thông báo xong chuyện kia thì ông ấy cũng giữ cậu lại để hỏi một chuyện. Đạo diễn Vương nói thẳng với cậu rằng các vị trí ra mắt vốn đều đã có người định sẵn, bởi vì Hàn Thuấn từ bỏ nên hiện giờ rỗng một vị trí mà vị trí này đã có người liên hệ với ông ấy để mua lại, nhưng bởi vì ông ấy không chắc việc thẩm mặc có muốn hay không dù sao cậu cũng là người thẩm ra ông ấy sợ nếu không hỏi ý thì sẽ đắc tội với thẩm kỳ vậy mà khi hỏi anh thì thẩm kỳ nói tùy theo ý của thẩm mặc nên ông ấy mới muốn hỏi xem cậu có muốn ra mắt trong nhóm nhạc nam không thẩm mặc không cần suy nghĩ mà trả lời là không một phần vì những người sẽ ra mắt cậu đều không quen biết với lại mục đích khi cậu tham gia chương trình này không phải là vì muốn ra mắt chưa kể cậu còn phải tiếp tục công việc làm hộp nhạc hơn nữa thầm kỳ từng nói rằng nhóm nhạc trong giới giải trí rất phức tạp, thầm mặc chính là rất ngây ngô không hiểu mấy thứ đó cho nên anh ấy cũng không muốn cậu ra mắt vào nhóm nhạc, còn nói nếu như thích ca hát biểu diễn thì cũng có thể làm một ca sĩ sâu lâu. Đạo diễn vương nghe vậy thì thở phào nói cảm ơn rồi phân tích cho cậu rằng. Vào tới vòng này thì số lượng bình chọn đều bị chương trình thao túng. Để khi vào chung kết cậu có thể bị loại khỏi top 9 thì ông ấy buộc phải hạ bậc của cậu xuống. Thẩm Ma cảm thấy rất có lỗi với người hâm mộ đã bỏ công sức ra để bình chọn cho mình nên lúc này tại trạm cuối. Cậu không mở thư ra mà đứng trước máy quay nói: "Cảm ơn các bạn đã bình chọn cho mình nhưng bản thân mình không muốn ra mắt trong nhóm nhạc. Tuy rất có lỗi nhưng mình phải nói thật rằng trước kia dù thích ca hát biểu diễn nhưng mình bị mắc chứng sợ đám đông. Cho nên mới quyết định tham gia chương trình để có thể trở nên tự tin hơn, chính là không nghĩ tới lại được các bạn yêu quý và ủng hộ nhiều như vậy." Hiện tại mình đã có thể tự tin đứng trên sân khấu rồi, vậy nên mong rằng mọi người ở vòng sau không cần bình chọn cho mình nữa. Đó là mong muốn của mình. Nếu được thì các bạn hãy bình chọn cho anh ba của mình. Anh ấy rất tài năng, mình tin chắc các bạn sẽ thấy được điều đó. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ngừng một chút cậu nghĩ ra cái gì lại nói tiếp, cũng không phải sau này sẽ không còn gặp lại. Mình nhất định sẽ còn quay lại ở những sân khấu khác. Nói rồi cậu cười thời và khoe ra bức thư của mình với thứ hạng là 6. Cùng lúc đó, bên kỳ phong cũng đã mở ra bức thư biết được vị trí của mình là 9 và quân hoàng là thứ 11. Trình Thụy may mắn ở lại top 15 còn Tân Hào thì bị loại vì đứng thứ 16. Hai cậu nhóc này luôn dính lấy nhau cho nên một người bị loại thì người kia cũng không vui nổi. Đây có lẽ là kỳ loại trừ thí sinh đau lòng nhất từ đầu chương trình tới giờ. Hết chương, like và nhấn đăng ký để kênh mình ngày một phát triển hơn cảm ơn bạn đã lắng nghe.